chị nha. Rồi chị nào vô tấm bài tương tác dùng cho Hải đi cả nhà ơi. Rồi chị nào vô chấm bài dùm em đi. Không lẽ cái này nó có nữa, nó phải làm cái bản này kia cái nào phải vậy. Chị ơi, đơn của em đi chưa? Đơn đi hết rồi cả nhà ơi, đơn đi hết rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tác nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùng cho Hải với. Hãy lên hàng tặng trước nha. Hôm nay vẫn xả kho nha mấy chị nha. Hãy vẫn xả mẫu lẻ nha. Rồi chị nào vô rồi chấm bài đi cả nhà. Chấm bài tương tác dùng cho Hải với nha. Lên nhanh đi cả nhà ơi. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác cho mấy chị nha. Hãy xả nốt hôm nay nha mấy chị nha. Nốt cho mấy chị hàng hôm nay, hàng lẻ nữa mấy chị. Tại vì nhiều mẫu lẻ quá, hãy like bớt đi cả nhà nha. Có mấy cục hàng bom tặng luôn cho rồi mấy bạn ơi. Ủa hoang phong mai này sao hết đơn hoàng này. Hả? Hoang phong mai này. Ôi cái set này phải lên liền cho mấy bà chốt nè. Lên liền cho khách chốt đi cái set này. Set quần phố nè. Đẹp không mấy chị? Một con quần nha. Rồi mấy chị nhớ cái set này không ta? Chứ em là em nhớ lắm luôn á. Nha em chốt mà em like mà. Em like ca sáng đúng không? Em like ca sáng lúc đó là em like ca sáng. Xong cái em cầm cái mẫu này lên. Xong rồi bà nào cũng hỏi chị ơi like nốt cái mẫu này đi rồi mới lên. Mới đã tắt like nha mấy chị nha. Nhưng mà không tới tới ca chua em mới lên. Tại vì ngày đó là em like 3k luôn cả nhà. Ôi đây cái mã này được trước. Cái hàng Quỳnh Phú này là một ngày đó em like 3k là hết. Hình như 2-3 ngàn hàng vậy nè. Nhớ bà nha, hàng Quỳnh Phú dùng cho em nguyên set luôn nè. Một con áo nha, kèm cho mình cái quần linen nè. Rồi vậy mà sao mấy bà lại bom hàng của tôi vậy. Cái set siêu phẩm luôn ấy. Cái áo rất là đẹp nha. Đó, nguyên set luôn này mấy chị này. Set này siêu sang chảnh luôn á. Rồi bắt đầu em lên nha mấy chị nha. Em sẽ cắt hàng bông em tặng nha. Rồi cả cái váy xanh. Chưa vào rồi mấy chị cố gắng chia sẻ like tương tác lên mấy chị ơi. Cái set xanh hàng Quỳnh Phú luôn này. Đó mấy bà thấy không. Ôi quá trời quá đất luôn. Bôm gì ác vậy mấy bà. Cái set nó đẹp bá trái bù chép như thế này đi bôm của tôi. Bà ơi đẹp mà bôm như thế này. Rồi sao mấy chị đi mua hàng chỗ khác rồi hàng nó xấu rồi sao mấy bà. Thiệt luôn á, hàng đẹp như thế này mà bôm này. Cái set xanh này đẹp chưa? Quỳnh Phú design luôn nè mấy chị này. Toàn hàng đắt không mấy, bán thì giá vài chục ngàn thôi mà toàn hàng xịn xịn không mấy bà. Set 3 muống nữa nè. Rồi chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh dùng cho em mã đi, bắt đầu em sẽ lên tặng nha mấy chị nha. Hẹn ghé lấy mà không ghé lấy, hẹn bưu điện ghé lấy mà không ghé lấy nè. À Diệu Tịnh. Diệu Tịnh nha, cái áo len 79 ngàn. Cái áo phong 69 ngàn cũng buôn hàng luôn. Loan, Loan. À Loan Nguyễn. Loan Nguyễn 552 này giống một sách mới, sách cũ rồi. Được. Ok. Bộ người bán. Mấy bà sành hàng hay cầm hàng bôm lên là thôi mấy bà. Chưa bao giờ cố gắng chia sẻ lo tương tác với chú bay nữa mấy chị ha. Nha, hàng bôm của nhà đó mấy bà. Đẹp chưa? Một con váy nè. Con váy hàng nhà bôn luôn, phôn dài nè. Con này được rồi, em bán em cũng có mặt cho mấy chị xem đó. Hàng này rất là đẹp luôn. Hàng này em về như là có hai loại lắm mấy chị. Có một loại là hàng nó chỉ có một lớp thôi. Còn hàng này là hàng hai lớp, hàng của nhà bôn. Hàng nhà bôn nha mấy chị nha. Cái váy này mặc lên rất là xinh luôn.
siêu siêu xinh luôn nha. Rồi em lên tặng luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùng cho em đi cả nhà. Một lần người trang cá nhân, ba lần người nhóm để chế độ công khai cho em. Xin nút thả tim thả like cho mấy chị nha. Xong em sẽ lên cho mấy chị luôn cái hàng này luôn. Lên chia sẻ like tương tác lên giúp em để em lên hàng luôn mấy chị nhá. Rồi chia sẻ like lên đi cả nhà ơi, em sẽ lên hàng luôn ha, tại vì em sale lên là... Anh chị ơi nè, có chị nào đã chia sẻ like cho em mấy chị ơi. Em sale là em sẽ lên rất là nhiều mã nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like dùng cho Hải đi cả nhà. Chấm bài tương tác lên nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên đi cả nhà ơi, bắt đầu em sẽ lên luôn nha mấy chị nha. Lên hàng hàng bom xong em sẽ lên like luôn nha. Rồi bắt đầu nha mấy bạn nha. Ở cái xanh xanh này đẹp quá trời quá đất luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chị Quỳnh Thi biết vì sao em không chốt không chị ơi? Em bán cái vé rinh chị chốt là người đầu tiên luôn á nha, chị chốt là người đầu tiên á, xong rồi chị lại xả hàng của nhà em nha mấy chị nha. Mua cái vé rinh có 159.000 à, chốt đã được không địa, lên mã đầu tiên luôn, bán cho chị là người đầu tiên luôn, xong rồi lại xả hàng của em nha mấy chị nha. Quý rất là nặng luôn, vậy em không chốt ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A1 nguyên set dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A1 size này cho mấy chị 52 cái đổ làm em ok dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A1 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A1 nha mấy chị nha. A1 em tặng luôn cho mấy chị cái set này luôn 89.000. Hàng này là hàng em like là hàng 100 mấy 100, nói chung là trên 150.000 nha mấy chị nha. Em tặng mấy chị 89.000. Cái áo này không mấy chị mua qua trên 89.000 rồi nè. Cái quần này chắc chắn cũng trên 89.000 rồi. Một con quần linen ha, size cho mấy chị 52 cái đổ làm em ok. Chốt liền cho em mã A1 89.000. Quỳnh Phú design dùm em, Quỳnh Phú design nha. Lên liền cho em mã A1 dùm cho em 89.000 dùm cho em. A1 89.000 xé lên giúp em nha. Rồi lên liền cho em mã A2. Chia sẻ lại tương tác lên giúp em đã lên mã mấy chị. A1 mã đầu tiên 89.000 cho Tuyết Nhung Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã A2 size M dùm cho em. Lên liền cho em mã A2 size M, hàng nhà Bôn em tặng mấy chị con này 89.000 luôn. Lên liền cho em mã A2 size M, con váy này đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc luôn, em thề luôn, cái dáng váy nó đẹp lắm nha mấy bà nha. Con này bà mặc đi đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã A2 co giãn cho mình nè. Rồi lên liền 89.000 cho chị Nguyễn Thu Sơn. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã A3 nha mấy chị nha. A3 này em sale cho mấy chị 69.000 size S. Lên liền cho em mã A3 69.000 size S dùng cho em. Chốt liền cho em mã A3. A3 đi cả nhà, 69.000 size S, size xanh hàng Quỳnh Phú. Lên liền cho em mã A3. A3 69.000 lên giúp em đi ạ. Rồi em có hai con áo nha, một con áo phông và một con áo len, em tặng mấy chị 39.000 luôn. Á à, con này là áo tan tốt mấy chị ơi. Áo tan tốt nha, nó có một cái áo bên trong nè. Xong rồi một con áo len nha, 39.000 em chốt cho hai chị ha. Hai chị 39.000 luôn. Lên A3 69.000 lên mấy chị ơi. Chị Bảo Khang, chị nào muốn hàng nhà em không em máy mấy chị cầu với em 200 vào tài khoản đi, rồi em chốt cho A3 cho Nguyễn Thu Sương 69.000. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em nè. A5 nha mấy chị nha, em có hai, một à, set 34 nè, em tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A5. A5 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A5 đi cả nhà. A5 nguyên set luôn nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã A5 dùng cho em 69.000. Chốt dùng cho em mã A5 69.000. Xem lại chấm bài tương tác lên giúp em nè mấy chị ơi. A4 39.000 và A5 69.000 mấy chị ạ. Cho em mã A5 ở ngoài đó mấy cục hàng lễ cho Hải trước, mấy cục hàng lễ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy chị ơi xem like được không cả nhà ơi, có bị đứng không? Mấy chị đợi em xíu nha. Rồi em lên hàng luôn nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu em sẽ lên hàng cho em cho mấy chị. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em đi ạ. Rồi set này em có một set nha, em bán khi ăn cho một chị. Set này xinh lắm, hàng của nhà NT Glow set, em bán khi ăn đầu like luôn ha. A mấy rồi? A6. Rồi lên liền cho em mà A6 dùng cho em nè. Tặng mấy chị cái set này 99.000. Lên liền cho em mà A6 99.000. Size của Hải đang cầm là size 52 cái đổ lại, eo 68 đổ lại dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo tan tốt là mã áo chị nào lấy? Áo tan tốt em chốt rồi đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A mấy? A mấy? Rồi lên liền cho em mã A6 dùm cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã A6 nguyên set nha. Em xem mấy chị 99.000. Trời ơi tranh nhau đó mấy bà ơi. Thề luôn cái set tranh nhau đó.
từ từ đi, từ từ đi, từ từ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 A6 cho Thanh Hoa 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A7 siêu phẩm dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã A7 tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Rồi em like mấy cái này là mấy chị chốt liền nha. Em nói thật luôn ấy, những cái hàng này là mấy chị mua nó rất là đắt luôn. Ở trên thị trường nó đắt lắm. Thật sự nó đắt khoảng là gấp 2 lần em like nha. Phải là 300 mấy ngàn. À, 5 ly hiếu có rồi à. 350, 380 lần đó cả nhà. Em like 99 ngàn thiệt sự luôn. Bình thường em bán cho mấy chị giá là một cái ít nó đã rẻ rồi cả nhà. Hôm nay là like cho mấy chị 99 ngàn một con váy dài như này nè. Con này mấy chị nào mà em mấy chị 68 mấy chị mang được luôn đây nè. Tại vì nó có co giãn như này ha. Những cái váy này em bán cho mấy chị giá 99 ngàn. Mấy chị về mấy chị nhận hàng nên mấy chị không tin đâu. Em nói thật ấy. Xịn xò lắm. Rồi lên liền cho em mã A7 99 cho Teresa. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã A8 dùng cho em. Ghi dùng cho em mã A8 nha mấy chị hiểu nha. A8 dùng cho em xem mấy chị cái set này luôn 89 ngàn. Lên liền cho em mã A8 bộ sốt dùng cho em. Chốt liền cho em mã A8 bộ sốt nha mấy chị hiểu nha. A8 bộ sốt dùng cho em giá là 89 ngàn 60 cái đổ lạc men ok. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã A8. A8 bộ sốt lên cho em 89 ngàn nha. Lên liền cho em mã A8 nha mấy chị hiểu nha. A8 bộ sốt dùng cho hải. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A9 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A9 size M 99 ngàn. Thiệt, em bán mấy con váy này mà giá như vậy á mấy bà ơi. Nhiều lúc mấy bà tưởng là em bán hàng xấu cho mình đó. Mà chị nào mua hàng của em rồi nha mấy bà nha. Mấy bà sẽ biết những cái con này em sale rất là rẻ luôn. Và trên thị trường mấy chị mua một con đầm em nói thật luôn, chưa bao giờ mình cầm 100 ngàn mà mình mua được một con đầm hàng lộ 1 đâu cả nha. Nhưng mà đối với em cam kết mấy chị luôn, em bán cho mấy chị là hàng lộ 1 nha. Hàng trên thị trường mấy chị mua 300 ngàn á nha. Con này nè, con đầm xanh dùng cho em mã A mấy. Rồi lên liền cho em mã A9 size M nha. A9 size M em xem mấy chị 99 ngàn một con váy nè. Hàng này mấy chị nè, dài nha mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã A9 size M. Cái dùng cho em mã A9 size M dùng cho em. A9 size M nha mấy chị hiểu nha. Con đầm xinh lắm. Rồi A9 là cho em 99 ngàn à. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em xem mấy chị cái bộ này 89 ngàn. Lên liền cho em mã A10. Ở chính chung nguyện chính hay không? Cái bộ nâu này dễ thương lắm cả nhà ơi. Em bán phải là mỗi màu rất là nhiều nha. Em chạy số lượng nhiều lắm. Hè em chạy những cái bộ này rất là chạy nha mấy chị nha. Có một bộ thôi. Mà hàng này tới hàng 149 ngàn. Đó, ok, thân hoa. Lên liền cho em mã A10 dùng cho em 89 ngàn 55 cái đổ lạc mang ok. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A10. Rồi xếp hồng cho bà nào đây. Rồi lên liền cho em mã 11 dùm cho em nè. Lên liền cho em mã 11 size S nha. Xem mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã 11 A10 89 ngàn cho Nguyễn Hương. Trời ơi sách này chị nào mà chốt được là em xin chúc mừng nha mấy bà nha. 99 ngàn vẽ bà cầm lên bà kêu không biết con Hải này nó bán hàng kiểu gì mà nó rẻ quá trời quá nóc luôn á. A11 cho em mã 11 size S dùm cho em 99 ngàn. Chốt liền cho em mã A11 99 ngàn size S set hồng dùm cho em. Cổ là cổ vét nha, nút là nút bọc luôn cho mình luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em một con đầm đen nè. Lên liền cho em mã 12 size S dùng cho em. Con này nó giống cái mẫu con đầm trắng 11 Nguyễn Hương. Mà con đầm trắng em hết rồi. Đây nè, bãi của nó nè. Nha mấy chị yêu nha, em có một con thôi. Lên liền cho em mã A12 dùng cho em. Con này mấy chị 52 cái đổ lạc men ok nha. Con váy này mặc lên xinh lắm, nó sẽ chích eo cho mình nè. Nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã A12 em xem mấy chị nghe giá này 69 ngàn. Lên liền cho em mã 12 69 ngàn. 12 69 ngàn lên giúp em A10 A11 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã A10. A13 siêu phẩm dùng cho em. Lên liền cho em mã A13 siêu phẩm nha. Em tặng mấy chị con này 99 ngàn. Lên liền cho em mã A13 size S 99 ngàn dùng cho em. Con váy nó bị nó sẽ khoét ở đây cho mấy chị nha. Khoét nhưng mà nó xịn sò lắm mấy bà ơi, nó đẹp lắm. 12 Bùi Thị Thanh Phương. Đây hàng nhà Bôn này. Bà nào mà bán sốt này kia bà nhìn vô là biết Hải sale rất là rẻ rồi nha. Rẻ lắm luôn á, phải gọi là lỗ banh nóc nha bà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 10. Mã 13 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 13. Wow. Cố gắng xong là chấm bài tương tác chia sẻ like lên cho em mấy chị ơi, lên mã 13 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 14 99 ngàn có xét không mấy chị? Lên chị Mai Thảo hôm qua em gửi chốt tên cho mình, chị nghe chốt tên thì chị đúng mà chứ lúc chốt hàng chị lại thắc mắc chị không nghe gì hết chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em nè. Em mới vừa xả hàng của chị lúc chiều luôn á. Nha mấy bà bên em gọi alo phải là Mai Thảo không chốt hàng xong cái chị cái kia chốt áo quần cái mấy bà kêu nhầm số rồi mấy bà tắt cái rụp à. Nha như vậy thì sao chốt được. Nha, mấy bà mới nghe gọi chốt đơn cái bà tắt mất tiêu à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã 14 xếp tung dùng cho em 99 ngàn. Nhưng mà cái hàng này là hàng miên nha. Bộ tung nhưng mà hàng miên rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 14 99 ngàn. 14 cho Thiết Nhung Huỳnh.
Rồi chốt liền cho em mã 15 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 15 99 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mã 15 xếp vàng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 15. Rồi cái bộ này đẹp quá khách ơi. Nha em tâm đắc nhất là cái quần đó cả nhà. Em đẹp luôn. Hồi hè em bán cái quần này 125 ngàn rồi mấy bạn. Hôm nay em bán nguyên set luôn. Áo là áo xô theo nữa rồi bán có 99 ngàn. Lên liền cho em con này 55 cái đổi lại này ok. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 10 15 dùng cho em. Lên liền cho em mã 15 99 ngàn đi cả nhà. Đơn mình em xả là chị Mai Thảo á 15 trên AB. Rồi lên liền cho em mã 16 size S dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 16 size S. Con này em xin chúc mừng cho chị nào chốt được nha. Lên liền cho em mã 16 size S. Em xem mấy chị cái set này 99 ngàn lên lẹ đi mấy chị. Nha một set như thế này đứng này không nói đi mấy chị luôn. Hãy lỗ là gần 100 mấy ngàn đó cả nhà nha. Hãy sale bình thường cái này sale rẻ nhất là 149 ngàn. Hôm nay có một set duy nhất thôi. Hãy tặng với chị 99 ngàn. Chị nào mặc vừa size S thì chốt nha. Con này là hàng Quảng Châu dùng cho em. Nó sẽ có cầu vai cho mình, double lock cho mình luôn ha. Set này đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em 99 ngàn một con. 16 cho em 99 ngàn ạ. Lên liền cho em mã 16 99 ngàn một set duy nhất nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em, siêu phẩm dùng cho em nè. 16 cho toàn trương. Rồi lên liền cho em mã 17. Con này mấy chị nào mà eo 68 đổ lại dùm em ha. Rồi cái set này đẹp quá à. Xe cho mấy chị set này 119 ngàn. Lên liền cho em mã 17 119. Như là ôi tôi đi ngất đây nha. Double lock cho em nè. Nút của nó nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 17 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 17 17 119 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 17 119 ngàn. Rồi lên liền cho em 17 Lina 119 đơn mình 20 size. Đơn gọi là đi gọi chị Lina cho nhá. 17 119 cho Bùi Thị Anh Phương. Rồi lên liền cho em mã 20 size M xe cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mã 20 size M xe mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã 20 size M xe 79 ngàn một con quần nha mấy chị nha. 20 dùng cho em nè. Mấy chị chốt liền cho em mã 20 size M. 20 size M nha, 79 ngàn. Lên liền cho em mã 20 size M dùng cho em. Rồi em lên cho mấy chị cái set này nha. 20 lấy cho em size M 79 ngàn ạ. Rồi cái này đơn mình đi rồi chị Rina Trân á. Gọi rồi hết rồi đi rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi gọi hôm qua tới giờ rồi mà mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 21 dùng cho em. Em có màu hồng và em có màu vàng nè mấy chị. Em có màu hồng và em có màu vàng ha. Rồi lên liền cho em mã dùng 20 cho em. CM 79 ngàn cho chị Ba. Rồi lên liền cho em mã 21 nè. Em có cho mình màu vàng và em có màu hồng. Em sale mấy chị cái set này 89 ngàn. Mấy bà phải vượt ngay và luôn nha. Hàng là hàng nhà Quỳnh Phú dùng cho em nè. Cho mấy chị chuông nè. Lên liền cho em mã 21 mấy chị kèm màu dùng cho em. Màu hồng và màu vàng dùng cho em. Cổ là cổ yếm nha. Và cái quần của nó xịn lắm cả nhà. Cái phôn quần của nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Kèm cho mình áo cổ yếm và nó sẽ có tăng đơ cho mình ha. Lúc đây mình mặc nó sẽ ôm vô cái lưng của mình luôn, nó sẽ không có bị sạc xuống nha, tại vì ở đây nó có chung cho mấy chị này. Em có màu vàng và em có màu hồng. Lên liền cho em mã 21 lên màu dùng cho em. Cho hỏi mấy cục quần trên luôn, có cục quần trên nào đó không? 21 hồng 89 ngàn lên cho chị ạ. Lên liền cho em mã 21. Mã kèm màu lên cho em mã 21 hồng 89 cho Nguyễn Thương Sơn. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. 21 mấy chị kèm màu lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 22 69 ngàn dùng cho em. Chị để này nhẹ. Rồi lên liền cho em mã 22. Ở ngoài nó có quần, quần là nó có 21 còn vàng thôi chị Nguyên Dương ơi. 21 còn vàng thôi chị ha. Rồi tới còn là chị Nguyên Dương ơi. Tới công chuyện nha. Coi cái này em coi em có xây gì đây. Cái này em có được hai con size M nè. 22 69 ngàn cho Lê Hiếu. Em có được hai con size M nha. Hai con size M em xem mấy chị 119 ngàn là mấy bà chốt liền nha. Cái này mà để lại là em về đủ size là em sẽ không bán giá này nha mấy chị nha. 119 ngàn size M. Lên liền cho em mã quần rinh size M. Rồi giờ em lên theo màu nha mấy chị nha. Quần rinh size M dùm em. Tại vì em đọc nhiều lúc em quên đó cả nhà. Em bị quên. Quên nha. Rồi lên liền cho em mã quần rinh size M dùm cho em. Quần rinh size M 119 ngàn. Quần rinh ống sung dùng cho em. Mặc chắc lắm nha mấy chị ơi nha. Siêu đẹp luôn. Quần ống sung dùng cho em nè. Chưa bao giờ bán một con quần 119 ngàn ống sung đâu cả nhà ơi. Duy nhất hôm nay mình chỉ có hai con thôi. Xếp chị mặc có nha.
Rồi lên liền cho em ở trên size M 119 nha. Quần size M 119 cho Lê Quỳnh Như. Có hai quần thôi. Đến size M Hiền Huyền hết mẫu trên size M. Rồi cái này lên liền cho em cái mã set em đang mang nha, 149 nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã set đang mang coi cái quần đó có giống không. Rồi lên liền cho em mã set em đang mang nha, 149 ngàn dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã set em mặc 149 ngàn. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L đều được hết nha. Hàng của nó là hàng nhà tay Miu Miu dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã set hãy mặc 149 ngàn, hãy có được có 3 set thôi. 3 set cho mấy chị luôn nha, hàng tay Miu Miu dùng cho em. Tay Miu Miu dùng cho em. Miu Miu nha mấy bà nha. Lên liền cho em mã set mặc dùng cho em. 2 mốt vàng cho Nguyên Dương 89 ngàn. Đây 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 xin cắt tròn. Lên liền cho em mã set ăn mặc. Khoan mấy chị ơi, đã là size M đúng không? Từ từ nha mấy chị nha, hôm nay nói chung size nên là mình không có gì phải vội vàng nha bà nha. Từ từ like nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em ở quần đinh ống sung dùng cho em nè. Quần đinh ống sung dùng cho hả? Lên liền size ăn mặc 149 cho Phương Nguyễn. Quần đinh ống sung size M dùng cho em 119 ngàn. Mấy bà ơi 119 ngàn, mấy bà thích là mấy bà phải chốt liền nha. Thật sự luôn, hàng Tết mà cầm vô cái quần linh là 350. 350 nha, còn đối với Hải Loan rẻ nhất là phải là hàng 139 ngàn, 159 ngàn nha mấy chị luôn nha. Không bao giờ cái quần linh là 149 gì bên à. Dài nha mấy chị luôn nha, mà bán 119 ngàn đâu. Lên liền cho em mở quần linh 119 ngàn dùm cho. Lên liền cho em mở quần linh. Quần linh sung mà còn rách nữa nè, siêu chắc siêu chơi luôn mấy bà. Lên liền cho em mẫu quần rinh size M dùm em 119 ngàn nha mấy bà nha. Quốc ngay và luôn đi mấy bà ơi, quá là đẹp luôn, đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi lên liền cho em mẫu quần rinh sung dùm em. Rồi được có hai con ha, hai con nha mấy bà nha. Còn hai con nè, chị nào chốt thì lên liền cho hả. 119 ngàn dùm em, 119. Rồi hãy có bộ thể quần rinh sung size M 119 lên giúp em ạ, cho Trà Nguyễn. Lên liền cho em mẫu rinh sung dùm em ha. Em mới mua quần rinh 180. Rồi chút tiền 180 là rẻ rồi đó em ơi, rẻ rồi đó, thật mà. Cái này phải sale lỗ ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bộ thể thao dùng cho em ngay giá này mấy bà. Like luôn cho em bà luôn 119 ngàn. Lên liền cho em mã bộ thể thao 119 dùng cho em. Chút tiền cho em mã bộ thể thao 119 ngàn dùng cho Hải nha. Bộ thể thao 119 ngàn, 55kg đổi lại em ok, Huyền Huyền chốt. Quần lên xuống xe mờ cho chị ba. Rồi lên liền cho em mã bộ thể thao U10 dùng cho em, nặng trịch rồi cả nhà. Bán cái bộ thể thao 119 ngàn. Mấy bà đừng nghĩ là rẻ này đâu, phải bán lỗ đó. Rồi lên liền cho em mã bộ thể thao dùng cho em. Bộ thể thao nha cả nhà nha, 119 ngàn dùng cho em. Chút liền cho em mã bộ thể thao 119 ngàn. Bộ thể thao 3 bộ cho Huyền Huyền 119. Rồi cái quần này lúc chiều là like size S với size L. Bộ thể thao Lê Quỳnh Như. Bây giờ là lên M nha. Đây, rồi em chọn cho mình size S, size M. S và M dùng cho em 119 ngàn. Lên liền cho em cái mã này là mã số 30. Lên liền cho em mã 30. Bộ thể thao Trần Thu Hà. Rồi lên liền cho em mã 30 còn size SM dùm cho em. Quần rinh này hot lắm nha, mấy bà có thể kéo xuống bài đi. Em order một hôm đó mà em bán là mấy chục riêng cả nhà. Bộ thể thao em còn một bộ, giờ lấy chú liền chứ em mà bộ cuối cùng cái gì hả? Em không có đủ trả cho khách luôn, xong em bị nợ khách á. Nhưng mà hôm nay chị nào mà đợt trước không được em gửi hàng thì hôm nay mình mua được rẻ nha. 119 ngàn lên size SM dùm cho em. L lúc chị em like rồi nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã mấy? Mã 30. 30 lên size size S với size M dùm cho em. Lên liền cho em mã 30 lên size SM dùm cho em ha. 30 kèm size S và size M dùm cho em. Quần rinh này được chứ em order là 160 nha mấy triệu nha. Mà em về em bị thiếu hàng rất là nhiều luôn á nha. Không trả cho bà hết nè. Hôm nay bà mua được rẻ đó 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 30 mờ thiên trần. Rồi lên liền cho em mã 30. Anh chút 30 size S size M không? S. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SM dùng cho em. 30 kèm size. Bộ thể thao chưa thấy. 30 lên size SM 119 ngàn. Một con quần rinh đẹp lắm khách ơi. Đẹp nha. Đó. 30M cho giao nhau. Lên liền cho em mã 30 lên size dùm em. Size S size M. SM nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 30 kèm size SM dùm cho em. SM. Rồi lên liền cho em mã 30. 30 hết Nguyễn Linh. Rồi lên liền cho em mã 30 dùm cho em. Rồi em lên cho mấy chị cái bộ này hàng Quảng Châu dùm. 30 hết cho Thúy Nguyễn. Nhưng em có được có 3 set thôi. 3 set nha, chốt cho 3 chị. 30M Hà Lê. 30M Thu Huyền Nguyễn Thị. Wow, đẹp không mấy bà ơi. 30M Hoàng Yến. Rồi lên liền cho em mã 30. 31 dùng cho em.
Rồi lên liền cho em mã 31. 31 này là size M luôn, em tặng với chị cái set này 99.000. Rồi lên liền cho em mã 31 99.000 size M. Con này là set hàng Quảng Châu nè. Nhưng mà cái này em ôm được xe có 3 set à. 3 set này là em bán sale mấy chị 99.000 nha. 30 em hết M rồi mấy chị ơi, 30 em chỉ còn xe hết thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 30S nha Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 30 31 dùng cho em. Em sale mấy chị cái set này 99.000 size M. Nó sẽ kèm đai cho mình luôn. Cái set này dễ thương lắm cả nhà. Đẹp lắm á. Cái áo nó cũng đẹp luôn. Rồi lên liền. Cho chị một ri quần bắn cho chị thì thi đi, ngày mai em bỏ cho. Ngày mai em đi tìm size M. Chụp ảnh cho Hải, chụp ảnh cho Hải hàng cục chi tiết. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà, 99.000. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em này, 49.000 một. 31 cho chị Nguyễn Hương. Căn phong này là hàng 3158. Mà cái hàng của nó là chữ theo nè cả nhà. Đây là món thôi Nguyễn Thị. Mấy cái chữ theo này á, mấy bà mang lại bà sướng nha. Tại vì mình giặt mới giặt hay là mình đánh mới giặt này kia, nó cũng không có bị hư nha mấy bà nha, không có bị chóc. Cái này là hàng theo và nam mang được luôn. Em xem mấy chị con này 49.000. Lên liền cho em mã dùng cho em 31 Lê Thủy. Rồi lên liền cho em mã 32 đi. Áo phong em tặng mấy chị 49.000. Lên liền cho em mã 32 49.000 dùng cho em. 32 nha cả nhà nha, 49.000. 32 49.000. Lên liền cho em mã 32 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 32 áo phong. Ồ cái xét. Xét nỉ nè mấy chị. Xét nỉ nha. Rồi lên liền cho em mã 33 xét nỉ nè. Xét nỉ nha, em tặng với chị cái xét này 89.000. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33. 33 này em tặng với chị 89.000 mấy chị chốt này mua về mang. Được hết 3 bộ thôi mấy chị. Cái này em có được 3 bộ đó, em tặng 89.000 luôn đi. 3 set đâu cả nhà. Cái nào hàng thì em cũng mới về đó, nhưng mà nó có 3 set thì em sale mấy chị nốt luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 33 dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã 33 89.000. 33 như mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 33. 32 Thái Hiền. Rồi lên liền cho em mã 33 đi cả nhà. 89.000 bộ nỉ gấu dùng cho em. 3 cho Lily Võ. Rồi lên liền cho em mã 30 34 dùng cho em nè. 3 Lê Hiếu. 34 này là mấy chị nào mà 60kg mang ok dùng cho em ha. Em xem mấy chị cái bộ này luôn 79.000. 3 cho chị Thanh Thảo. Bộ sốt nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 34 dùng cho em. Chút này dùng cho em mã 34 bộ sốt em xem mấy chị 79.000. Cái này chị nào bầu thì mấy chị mua mặc được nè nha, bầu mấy chị mang được luôn. Xem like chấm bài tương tác cho Hải đi cả nhà. Hôm nay cho Hiền 3 bộ nha. Hôm nay cố gắng Hải sale cho mấy chị rất là nhiều hàng luôn, rất là rẻ cho khách mang luôn ha. Cái chị ai mua cũng được hết trơn á nha mấy chị luôn nha, siêu rẻ luôn. 89.000 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 34 dùng em sale mấy chị rẻ nhất hôm nay luôn 79.000. Lên liền cho em mã 34 79.000 dùng cho em. 34 33 em hết rồi ạ. Lên mã 34 79.000 cho em. Lên liền cho em mã 34 79.000. 34 là sẽ bộ màu xanh mấy chị ha, 79.000. Wow, đẹp mấy chị ơi. Yeah, Quảng Châu nha mấy bà nha. Nhìn cái bao dùng cho tôi đi. Xịn chưa? Xếp áo 2 muốn nè. Ngay giá nha. Tặng mấy chị nguyên cái xếp này luôn 59.000. Ba mấy hả? 35. 34 của chị Thanh Phương. 35 nha, tặng 59.000 xếp áo 2 muốn luôn. Hôm nay chơi sale banh nóc luôn nha mấy bà nha. Đó không đen mã 3249 ngày cho phát quỷ. Ngày mai đi đơn nha mấy chịu nha. Nên là bà nào thích vợt hàng sale thì phải vợt ngay và luôn dùng cho em. Xếp 24 dùng cho em một con áo dây cho mình. Thì con áo dây này mấy chị mặc với là cái quần ống sung 34 cho Quỳnh Như. Hoặc là mấy chị mặc cái quần ống bo chân cũng đẹp nha. Mặc không cái áo dây này cũng đẹp nữa. Kèm cho mình một con áo khoác bên ngoài nè. Nút của nó sẽ là nút bọc nè. Nút bọc nha, tặng mấy chị 59.000. 30 35 59.000 hàng Quảng Châu dùng cho em. 34 xin lung lên. Hàng Quảng Châu nha, lên liền cho em mã 35. Con này thì mấy chị không cần phải hỏi số ký nha, tại vì mình mặc S, mặc M, mặc L đều được, có thao giãn cho mình. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 35 59.000. Chốt cho dùng cho em mã 35 59.000 dùng cho em. 35 59.000. Sẽ nói mã 35 giúp em 59.000 cho Suki Ly. Rồi siêu phẩm dùng cho em nè mấy chị nè. Siêu phẩm nha, hàng NT Glossette dùng cho em nè, tặng mấy chị hôm nay luôn. 35 59.000 cho Mimi Đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 36 dùng cho em nè. Trời ơi cái váy nó xinh cả nhà ơi. Hàng NT Glossette nha mấy chị yên tâm về chất vải.
quan trọng là mấy chị có thích cái mẫu vải này hay không ha. Còn nói về chất thì mấy chị cho Hoa Nguyễn nha, chất là mấy bà cứ yên tâm cho Hải nha, chỉ có đẹp và đẹp thôi. Đây coi giãn cho mình nè, coi giãn nha mấy triệu nha. Con này mấy chị nào mà eo tầm khoảng eo 70 35 cho Hải tròn eo 70 ok nha. Nghe giá dùm em xem mấy chị, con này 89 ngàn 30 36 dùm cho em 89 ngàn 35 cho Ngọc Thảo Hình. Em nói trước là quan trọng mấy chị có thích cái mẫu váy này hay không, hay là mấy chị thích cái mã quần này hay không nha. Còn nói về chất với lại về giá thì em bao giá cho mấy chị luôn rồi nha, lúc nào cũng rẻ và lúc nào cũng đẹp hết á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 30 36 dùng cho em nè, 36 35 quần này thế nào em xem mấy chị, 89 ngàn hàng NT Closet dùng cho em, NT Closet nha. Chờ lấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em, mã 30 36 dùng cho em, xem mấy chị 89 ngàn. Chốt là dùng cho em mã 36 89 ngàn dùng cho em. Rồi hàng này à, NT Closet nha mấy bà nha, váy của nó xịn sò lắm. Đây xe luôn cho mấy chị luôn. 35 mà Thảo Quỳnh có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã 36. Cần thì cho Hải mấy cục quần linh, cái dây quần linh đó kìa, có cái dây nào vô trước kìa. Chị Quỳnh Thị Thanh Thảo ơi, khách mới chọn thêm thì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Chốt này mấy bà. Quỳnh Thị Thanh Thảo chọn thêm thì cọc liền giúp em à, khách mới lên chị chốt thì chị đó thôi chị ạ. 36 cho Nguyễn Thu Sơn 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 30 37 dùng 36 thấy liền. Rồi lên liền cho em mã 37 nè, sale cho mấy chị cái set này nghe giá nha, 169 ngàn Huyền lấy nè. Quần của nó là quần ống sung luôn mà vải đẹp lắm, hàng của nhà Hờ Hờ. Hờ Hờ nha, cầm cái này đi ra nè. 36 liền Nguyễn. Cái này là cái quần đó. Cái kia cũng có cái này, hồi nãy bé để riêng đúng không? Váy xanh, cái đó là được đưa được cái này sao? Không, tay luôn, à, không phải cái này. Rồi lên liền cho em mã ba mấy anh? 37 dùng cho em, tặng mấy chị luôn 169 nghìn. Cái xét nè nha, 60kg mang ok cho Hải luôn, vải đẹp lắm luôn. Nói chung mấy bà được một con áo khoác nè nha, xong rồi kèm cho mấy bà một con quần luôn. Quần là quần ống sung luôn nha, vải u mì nặng trịch luôn. Cái đó hình như là trai coi luôn. 37 số quầy 169 cho em kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi em lên một con mã chân váy cho mấy bà chốt nha. Hôm nay lên là toàn mẫu đẹp không mà nha. Sale nhưng mà toàn mẫu mới nha mấy chị nha. Nên là lên hủ chốt. 37169 cho Nguyễn Thịnh. Rồi đây. 37 lên giúp em. Mẹ chưa khách ơi. Cho giao nho. Mẹ chưa? Đẹp chưa? Nha, yeah, đã nói rồi hôm nay sẽ mới anh chị chú được 4 sản phẩm đó chị Quỳnh Thị Thanh Thảo á. Thì muốn chọn thêm thì cọc giúp em ạ. Còn đơn trên 89 ngàn là em đi rồi chị nhá. Khách mới nhà em chị coi, chị chú được 4 sản phẩm, 3-4 sản phẩm thôi nha mấy chị nha. Nhà em sẽ không chút nhiều ha. Chị nào ưng chút thêm mình cọc mấy chị nha. Yên tâm mấy bà ơi, cọc đi đơn nhà sẽ trừ cọc cho mình ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? Mã 38 mấy chị lên size dùm em, để em đọc size nha. Con này em xe cho mấy chị luôn 119 ngàn kèm size vô đây. Rồi kèm coi size còn cho gì. Rồi lên liền cho em mã chân váy đi phải nha. Chân váy nha, con này em đang cầm size M nó co giãn lắm mấy bà ơi. Co giãn nha, đây nè. Cái con này size M eo 75, 76 luôn đó nè. Đây nè, co giãn cho mình, size gì anh? M-L. Rồi size M và size L. Lên liền cho em mã chân váy 119 ngàn lên size ML dùng cho em. Ghi chốt nhanh mấy bà. Nhanh nha. Size M và size L dùng cho em. Chốt đi dùng cho em mã chân váy rinh 119 ngàn lên size ML. Cái dáng váy rinh này rất là đẹp nha. Và hàng này là hàng Quảng Châu dùng cho em. Nó sẽ có co giãn cho mình. Co giãn nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã chân váy lên size ML dùng cho em. ML nha mấy chị yêu nha. L là mấy bà tức eo, eo 80, 81 vừa luôn á. Co giãn. Rồi lên liền cho em mã 38 lên size dùm em. Size M, size L dùm cho em, sale mấy chị 119 ngàn, hôm nay quá là rẻ luôn á. 38 lấy gì kèm size ML ạ. Siêu siêu rẻ nha mấy chị ơi nha, rẻ hết mức có thể nha. Đó cho chị Đoàn Dung ML chị nhớ. Rồi lên liền cho em mã 38 à. 38 lên size ML kèm 38 M Thu Huyền Nguyễn Thị. Kèm size vô nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 38 lên size ML dùm cho em. 119 ngàn, 119 ngàn. 38 size M Huyền Huyền 119 nha, lên liền cho em mã 38. Và cục quần này là em chỉ có size M và size L nè. Hết ML. 38 chân váy size M Nguyễn Linh. Rồi cái này đủ size SML cho mấy chị. Rồi 39 Thu Thanh khách mới mà kèm số điện thoại lên giúp em 38 CL cho hệ Trần. Ui là trời. Chị à, chị à, chị yếu rồi. Chị à, chị Nga Nguyễn chốt qua quần này đi chị.
nha. Rồi lên liền che mã, dùng che mã 39 lên pha SML. Chứng khoán là 38CL cho Trang Huy. Rồi lên liền che mã 39 kèm pha SML 119.000. Lên liền che mã 39 lên size dùm em. Kèm không mấy bà ơi, 119.000 cái quần này. Rồi lên liền che mã dùm kem 39. Chứng khoán 38CL cho Tâm Phạm. 39 kèm size dùm em. Size SML dùm che 119.000. Lên lẹ nha, lên lẹ mới có được đó. Xong rồi hết, tại vì hàng sale nó chỉ có ít thôi. Rồi lên liền che mã chứng khoán 38CM Mỹ Xuyên. Rồi chốt liền che mã 30 39 lên size SML dùm kem SML nha mấy chị. Chứng khoán 38CL cho Lê Hiếu. Hết mã 38 à. Rồi lên liền che mã 39 lên size SML 119.000. SML dùm kem 119.000. Còn một con, cái này cái này. Rồi lên liền cho em mã 39 lên size SML dùng cho em. SML nha mấy chị nha. Rồi mấy bà nè, ưng lên quần đùi hôm nay sale nha, sale rẻ nè, chút lại nè. 119 luôn rồi. 39 mấy chị kèm size SML cho chúng em 119 nha. Hết mã 38 rồi mấy chị nha. Hết mã 38 rồi mấy chị ạ. Hết ơi, cái mã này nó có L, XL, 2XL luôn. 39S cho An Nguyễn. Wow, khách sướng nha. L, XL và 2XL sale hôm nay luôn nè. Nghe giá này các bạn, 79.000 luôn. 39 em chỉ còn CM và L thôi à, hết S à. 39 CM cho giao nhau. Cái này em có L, XL và 2XL. Lên liền cho em mã 40 kèm size dùm cho em. Em xem mấy chị 79.000. Nghe hôm nay 39 size L Lily vỏ. Con này có size to nè mấy bạn. Có size L, size XL và size 2XL nha. 2XL mấy chị nào mà 62kg mới đầu ok dùm cho em. Và nó còn có co giãn nữa mấy chị. Có co giãn nữa nha. Chờ lấy chút. 39 nét cho Nguyễn Linh. Lên liền cho em mã 40 kèm size dùm em. Size ML, XL dùm cho em. ML, XL nha mấy chị nha. Chị Mai Thảo ơi, khách gọi không nghe máy thì em sẽ không chốt ha. Mấy chị cọc thì em chốt ha. Còn không cọc thì không chốt nữa nha mấy bà nha. Tại vì nghe chốt đơn tắt máy. 39 size L Thanh Thi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40 lên size dùm em. Mã 40 lên size nha. Size L, size XL và size 2XL dùm cho em. Size to này mấy chị ơi, chốt thì may mấy chị. Cái hồi chị bán L, ML, SML đâu cả nhà. Cái quần này nó chỉ có 1 ri thôi. Cắm bên đi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40 lên size thì size L, XL và 2XL dùng cho em. Chút đi dùng cho em mã 40 kèm size luôn. 40 kèm size nha mấy chị nha. Trời ơi, 79.000 mấy bà ơi. Quá trời rẻ luôn mà còn size to nữa. Chị đời nổi không? Size to nữa nha. Chị nào lấy thì chốt đi dùng cho em mã dùng 40 mấy chị kèm size lên cho em ạ. 40 kèm size dùng em. L, XL và 2XL dùng cho em. Cái quần này nó không rách nữa mấy bà ơi. Nó trơn luôn nha. Không rách gì hết trơn á. Dễ may. Rồi chị lấy thì chốt tiền cho em mã dùng cho em 40 xe lờ cho Thu Yên. Rồi chị chắc được cái hãng hàng cục đó. 79.000. 40 xe lờ Thu Yên. 40 kèm size lên chú em mấy chị ạ. 40 xe lờ cho Sammy Phạm. Rồi lên liền cho em mã 40. Chị Sammy Phạm ơi, khách mới chọn thêm thì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nha. 40 xe 2 leo cho Hiền Huyền. Rồi em lên cho mấy chị mã này nè. Cái mã này em úp hình nha, em mới học luôn á. Em úp hình nhưng mà em không có đôi rồi em like hết nha. Hôm nay em like cho mấy chị và em 40 xe leo cho Lily vỡ. Úp hình mày không có like mấy bạn ơi, bữa nay khách hỏi nhiều lắm. Ngô Kiều Anh kèm size lên với em đi chị nha. Sẽ kèm 40 xe leo cho Nguyễn Liền Bích Duyên. Mấy chị thấy không, một con đầm ống nha. Đầm ống tầng như nè, 3 tầng cho mình. Và nó sẽ tặng kèm cho mình một con ốc khoác. Một con ốc khoác bên ngoài mà em tặng mấy chị nguyên set này có 40 size XL cho Lê Hiếu. Nha, 79.000. Lên liền cho em mã set. Set xanh dùm cho em. Lên liền cho em mã set xanh dùm cho em ha. Giá là 79.000, rất là đẹp luôn đó nè. Đẹp lắm, ống cho mình. Mà em khẳng định ống 40 size 2 leo cho Nguyên Di. Nha, không bị tụt nha bà nha, nó sẽ ôm vô ngực cho mình. Xong mà kèm cho mình một con ốc khoác. Kèm một con ốc khoác nha mấy chị nha. 40 size L hệ tròn. 79.000. Lên liền cho em mã set dùm cho em. Đâu rồi ta? Đây. Rồi lên liền cho em mã 40 size L Ngô Kiều Anh. Set dùm cho em. Để không mấy chị ơi. 79.000 đó. 40 size SL cho Thúy Hằng. Mấy chị nhận hàng nó cũng dưới này cho mấy chị nha. 79.000 dùm cho em.
Rồi lên liền cho em mã set 79.000 dùm cho. Set 79.000. Chờ lấy chút em mã set 79.000. 40CL đằng nào Thiên Trang. Một xúc sắc không phải gì. Tốt nhiều cái chân quá thì nhớ này. Cái chân quá không. Cái chân quá 79.000 phần. Rồi lên liền cho em mã set 79.000. 40CL cho Trần Thảo. Con này mới chị mặc được size S, size M ha. S, M, L mới ok dùm chứ. Ở đây nó cũng có chuông cho mình nên là không cần bị chặt. 40C2 đây cho Nguyễn Gia Gia. Rồi lên liền cho mã set 79.000. 40C2 cho Sinh Lung Linh. À chị Hải ơi lên áo khoác cái size đâu đi. Con này em chỉ còn được size L thôi cả nhà ơi. Ok chị Trần Thảo ơi, bấm lại cái địa chỉ Hội An giúp em chị Hoan. Áo khoác 250 nha. Lên liền cho em cái mã này là ghi dùng cho em mã 86 đi cả nha. Lên liền cho em mã 86 nha mấy chị nha. 250.000 size L. Size L nha mấy chị nha. Tương đương mấy chị 56-57kg đổ lại dùng cho em. Đây nè mấy chị nè. 250.000 nha. Bao giá toàn quốc luôn á. Nha mấy bà nha. Chưa bao giờ em bán. Giờ lấy xếp mã 41 lên mã 41 79.000 giúp em mấy chị ha. Lần đầu tiên em bán một con manto mà em bán cho mấy chị 250.000 mà hàng loại 1 kiểu này. Nhớ bà nha, hàng phát mấy kiểu này là chủng hàng cho mình rồi. Lót cho mấy chị này. Và cái con này rất là đẹp nha. Nhưng mà em chỉ còn size L mấy chị nào mà. Số tài khoản có trên trang bìa của trang fanpage đó chị Sammy Phạm. Được chỉnh bóng qua đi em gửi cho. 52 cái đổ lên là mang ok nha mấy chị nha. Giá là 250.000. Giờ lấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã 86, 250 dùng cho em hoa size L. Lên liền cho em mã 86-250.000 cho em. 250.000 nha mấy bà nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Mã 250. 250.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 69.000. Lên liền cho em mã bộ trắng 69.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã bộ trắng mã 42 dùm cho em này. Rồi lên liền cho em mã 42 dùm cho em. Tặng mấy chị cái bộ này 69.000 dùm cho em. 69.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Cái dùng cho em cái mã này là mã 42 dùng cho em 69.000 nha. Bộ em bán rất là chạy luôn rồi cả nhà ơi. Em về nhưng mà em phải like dần dần cho em ạ. Nha, 69.000. Lấy liền cho em mã 42 69.000 dùng. 42 Bùi Thị Thanh Phương. Cho em mã 42 69.000 dùng cho. 42 bé nhỏ. Lấy liền cho em mã 42 69.000. 42 Thu Nguyên. Rồi cái này em còn 2 con 59.000 bà nào múc nốt luôn đi nè. Lên mã 42 69.000 lên giúp em xem lo chấm bài thương tái chia sẻ. Rồi, lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 43 nha. Em xem mấy chị 59.000. Bộ trắng mã 42 69.000 lên giúp em đi ạ. Nha có 2 con thôi. Đây này mấy chị nào ưng lấy 2 màu cũng được có 59.000 rồi mấy bà. 59.000 một con nha. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em. Nhìn cái tái mát thôi là biết uy tín rồi nha mấy bà nha. Biết hàng phải xịn sò rồi. Ăn áo 42 Trang Vy. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 áo dùm cho em. Cho em màu. Có 2 con đâu mấy chị ơi. 43. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40. 43 đen dịu dịu. 44 size M 89.000. Rồi lên liền cho em mã 44 size M 89.000 dùm cho em. 43 bên còn một con màu nâu nữa. Rồi lên liền cho em mã 44. Lên liền cho em mã 44 size M dùm cho em 89.000. Một con đầm tắt tay nha. Nó sẽ có tân đôi cho mình. Có tân đơ nha mấy chị nha. Và nó có mút ngực luôn. Chị nào mà mua mặc đi tiệc này thì lấy liền dùm cho em ha. 89.000 mấy chị có một con đầm để mang đi tiệc rồi. Quá là sừng sò luôn rồi. Đẹp lắm cả nhà. 89.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 44 dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 nha mấy chị nha. 89.000 dùng cho em. 44 Mỹ Xuyên. Lên liền cho em mã 44 89.000. Lên liền cho em mã 44. 44 xay coi có xay S không anh. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 45 em tặng với chị nha. 49.000 nguyên set luôn. Cái này là vừa bán vừa tặng một con quần ống sung cho mấy chị nè. 44 em chỉ có xe mờ thôi mấy chị ơi. Kèm cho mình một con áo nè. 44 chỉ có xe mờ rồi cho anh Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 45 à. Dùng cho em. Chốt em mã 45 49.000 nguyên set. Cái này vừa bán vừa tặng nha bà nha. Tại vì em ít khi bán cái áo hở lắm. Đây là em bán tặng cho mấy chị cái quần này nghe, 49.000. Lên liền cho em mã 45 49.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 45. 45 Teresa. Lên liền cho em mã 45 dùng cho em. 45 đi mấy chị.
lên mã 45 lên cho em. Mã 45 dùng cho em nghe. 49 nè, em ít chị bán hàng hở lắm. Chứ còn chị nào mà mặc được hàng hở mấy chị xem like của em á, mấy chị mua siêu rẻ luôn á. Ít lắm, tại nhà ơi gu em ít kia hàng hở nha. 45 mùi thì lên phương. Rồi lên liền cho em mã 46, set 34. 45 đang đang. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em nè. Xem mấy chị 119 nè. Rồi lên liền cho em mã 46 119 nè, set 34. Set 34 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã 46 dùng cho em. Lên liền cho em mã 46, set 34 dùng cho em nè. Hàng của nhà LB dùng cho em. LB nha mấy bà nha. Cái set này hơi bị xịn sò luôn đó. Mặc size cho mấy chị nào mà 60kg qua đầu dùng cho em 119 nghìn. Một con áo dây, một con sơ mi nha. Kèm cho mình một con quần, một set duy nhất thôi. Lên liền cho em mã 46 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 46. Rồi em lên cho mấy chị đầm dạ nha. Bữa nay mấy chị đi nhận đi nhặt đầm dạ về may này. Em có màu xanh và em có màu kem. Em xem mấy chị 119 ngàn. Hàng NT Closet dùm cho em ha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em. Cái mẫu này em xem là khách em toàn chốt hai màu không đó mấy bà nha. Toàn chốt hai màu thôi. Em có màu xanh và em có màu kem này. Em xem mấy chị 119 ngàn. Màu xanh với màu kem nha, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 47 dùm cho em. Chốt liền cho em mã 47, 119 ngàn. Hàng NT Closet dùng cho em, hàng xịn nha. Chứ không phải là hàng thường đâu, mấy chị nhìn cái nút dùng cho em nè. Nhìn nút dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha, cái nút của nó nè. Đẹp chưa mấy chị ơi, cái nút nè. Đó, xịn sò chưa, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 47 lên màu. Màu kem với lại màu xanh dùng cho em 119 ngàn. Em có duy nhất được có mỗi màu được hai con thôi mấy chị. Của nó là hai lớp nha mấy chị yêu nha. Lót bên trong cho mấy chị nè. Con này mặc lên đẹp lắm mấy bà. Nút của nó cũng xịn luôn nè. Xịn lắm nha. Chờ lấy chốt liền cho em mã 47 lên màu dùng kem. Em có xanh và em có kem ha. Chờ lấy chốt em mã 47 lên màu xanh kem dùng kem. NT Closet nha các bà nha. Cực kỳ xịn luôn á. Chị nào bán số thì thừa biết cái hàng này rồi. Không phải toàn cái nữa mấy bà. Cuộc hàng vô trang 47 kem 119 cho Bùi Thị Thanh Phương. Lên liền cho em mã dùng kem mã 47 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 47 màu kem với màu xanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 đầm lụa dùng cho em nè. Trời ơi. Rồi lên liền cho em mã 48 đầm lụa nè. Đẹp quá. 47 xanh Trần Thu Hà. Xuất sắc không mấy bà ơi, nghe giá thì 48 dùng cho em 79 ngàn. Trời ơi, 79 ngàn nè. Đó, cái này mới vừa ướp lên nha. Con này nó có sẽ có mốt ngực cho mình nè. Có mốt ngực nha mấy chịu nha. Bà nào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em 79 ngàn. Con này chế nào mà 55kg cao mới 6 may, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là mấy chị nè. Ở Hải 1m53 mà em may cũng được, may vậy có gót lên một chút xíu ha. Lên liền cho em mã của là của Yến. Xuất sắc mấy bà ơi, khó kéo phía sau này, hàng hai lớp luôn. Hàng nhà này nha, đó đó đó. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 48. Lên liền cho em mã 48. 48 đồng xanh lên cho em 79 ngàn chưa. Lên liền cho em mã 48 đi cả nha. Lên 48 liền các bà ơi, có 3 con thôi, 79 ngàn, đẹp bá cá bùi ké. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 48 tuệ mẫn. Rồi lên liền cho em mã 49, xem mấy chị con này 69 ngàn. Một con đầm len body. Một con đầm len body nha. Con này là hot 48 của Thị Thanh Phương. Nha, con này là hot hồn hột nha các bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 49, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 49 dùng cho em 69. 48 cho chị. 4969 ngàn một con đầm len. Chị Sương Nguyễn ơi, đơn hàng của mình vừa rồi bé em gọi không nghe máy á chị ơi. 4879 ngàn cho Nguyễn Thu Sương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 49. Lên mã 49 cả nhà ơi, 69 ngàn một con đầm body len dài cho mình luôn. Mặt hơi bị xịn sò nha. Chốt mấy bạn. Len dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 49 dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã 50 em xem mấy chị 69 ngàn. Lên liền cho em mã 50 69 ngàn dùng cho em. 49 đưa tệ mẫn. Rồi lên liền cho em mã 50 69 ngàn. N50 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em bộ lụa. 49 đưa Ngọc Thắng. Bộ lụa nha. 60kg rửa lọc men ok. Chốt liền cho em mã 50. 50 nha. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho Hải Hiệp.
Và mấy chị nhớ ngày mai canh điện thoại nghe 49 Liễu Trần. Nghe chút đơn nha bà nha. Chị Sư Nguyễn ơi, chị cọc đi rồi. Ngày mai bé em gọi lại chị hát rồi để chọn thêm. Chứ giờ bé em không chốt cho mình được chị nhớ. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em. 50. À mã 50, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 50, 69 ngàn. 49 cho Hà Theo. Chị nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn cho em 89 ngàn để ngày mai bên đi đơn luôn. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em. 50 nha, 69 ngàn bộ lẻ. 49 cho chị ba. 4 bộ thôi nha, giờ lấy chốt cho anh. Chị đi mấy bạn. Thiệt đấy. Cái yếm này ở đâu mà nó cứ lồi ra. Liễu Trần có mã 49, mã 49 em còn 2 con cuối cùng chờ lại chú Liễu cho em bây giờ 50 cho Diệu Diệu. 50 bùa lụa 69 nha chú em ạ. Yếm siêu phẩm này có 1 con. Cái này chỉ có 1 con thôi. 51 dùng cho em nè. 50 Dương Trang. Cái này thích em thích lắm. Cái yếm này thích em thích lắm nha mấy bà nha. Nè cái áo này, áo là tay bồn nè. 1 con thôi 120. 50 Trương Quỳnh Như. Ở đây là cái cọt nè, chỗ cái yếm này đẹp lắm. À, mi phạm, sao mi phạm lãng cọc luôn mà mình nói em tính. 50 Đào Tuyết Hoa. Cộng với chị đi, cộng với nha. Anh cứ đi chỉ cọc đi rồi chị. 50 Liễu Trần, 50 là bộ lụa mấy chị nhá. Rồi, 52, 129 ngàn, mấy con yếm này thích em thích lắm mấy bà. 129 ngàn. 51129 cho chị ạ. Lên mà 51129 giúp em đi ạ. 51129 cho chị Bùi Thị Anh Phương. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em. 52 cũng là yếm luôn, 129 ngàn em nói thiệt luôn mấy bạn ơi. Không gì mà mua yếm với bà mua set đi mấy bà tính ra đi, siêu lợi luôn. Thiệt chưa? Của nó của em là hàng 2 lớp này mấy chị này. Chị Mỹ Mi Đặng ơi, cái mới chị chọn thêm gì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi, sống tiếp chị nha. Cọc rồi mà. Mi Mi vậy hả? Rồi lên liền cho em. Ok chị Mỹ Mi Đặng ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 52 dùng cho em 129 ngàn. Yếm dùng cho em một con áo tơ nữa là. Nhìn dùng cho em nha. Áo tơ dùng cho em kèm cho mình một con yếm này gài nút dưới đây luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em. Lên liền cho em mã 52 129 ngàn mấy chị nhìn hàng dùng cho em nha. Đúng được 3 set duy nhất thôi. Con này mấy chị nào mà 60kg đổ lại em ok dùng cho em. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 52 129 ngàn. 52 dùng cho em 129 yếm dùng cho em. Chờ lấy một chút liền cho em mã 52 đi cả nhà. 52 nha mấy chị. Chưa chị Linh Trần ngày mai em mới gọi chút đâu mấy chị ha. 52 129 nha Mi Mi Đặng. Rồi lên liền cho em mã 53 tặng mấy chị 89 ngàn. 53 dùm em mấy bà lấy 52 đi thì xuất sắc luôn á, em nói thật luôn á. Hàng Quảng Châu nha. Nhưng mà giờ lấy mã 52 đi chứ em 129 đi ạ. Dễ gì em về mà em bán sale mấy chị 129 ngàn. Nha. Rồi lên liền cho em mã 53 dùm cho em. Chút tiền cho em mã 53 89 ngàn bộ lùi bệnh có bộ không? 53 Trương Quỳnh Như. Rồi lên liền cho em mã 50. 54 dùng cho em 59 ngàn chút lệ nha các bạn. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 60kg đổ lại em ok luôn. Chốt liền dùm em. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em 59 ngàn. 54 59 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mã 54 59 ngàn nha các bạn nha. Không nghe nhầm giá đâu. Đây con này có nhiều. Chiều mai em gọi chốt đơn chị Bích Thu ha. Nha có nhiều bà bán mối tới người ta bán cho mấy chị giá là 250 ngàn một bộ này đó. 250 nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 54 dùng cho em. 52 129 cho Phát Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 54 59 ngàn. Cái dùng cho em mã 54 59 ngàn dùng cho em. 54 dùng cho em 59 ngàn. Bộ sát mã 54 lấy cho em 59 ngàn đi ạ. Khoan lên cho là cái bộ này. 54 lấy cho em 59 ngàn mấy chị ạ. Quần của nó là quần ống sung. Nha, quần ống suông kèm cho mình áo nha. Quần ống suông dùm cho em. Quần suông nha mấy chị ơi nha. Đây. Kèm cho mình một con áo kiểu. Con này mặc nó sẽ lên như thế này nè mấy lần. Lên như thế này nha mấy chị ơi nha. Sẽ lấy cái này mấy chị đeo qua cổ mình á. Lên liền cho em mã dùm cho em 50. 55 dùm cho em. Em xem mấy chị cái bộ này 149 ngàn. Lên lại nha là. Xay mờ dùm cho em. Cái bộ này chị nào mà 60kg may cũng được chạy luôn. 60kg mang vừa luôn ha. Quần là quần ống sung dùng cho em. Hàng của nhà hồi hồi nha mấy chị nha. Kèm cho mình áo nè. Xét dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 dùng cho em. Xem mấy chị 149 ngàn. Lên liền cho em mã 55 149. 55 Huyền Huyền.
lên liền cho em mã 55 149.000 dùng cho em. Bộ hồng mã 55 lên cho em 149 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 56 áo tơ dùng em xem mấy chị 59.000. Sao em mặc hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái dùng cho em mã 56 59.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 56 59.000. 56 cho mấy chị nha, 59.000 dùng cho em áo tơ hàng Quỳnh Phú. Xem mấy chị nè. Mấy bà để ý đi, những cái hàng như thế này bà nhận về đi, mấy bà thấy chất của nó khác bộ luôn nha, rất là đẹp, rất là xịn luôn nha mấy bà nha. Sale 59.000. Lên liền cho em mã 56 áo tơ dùng cho em ha, áo tơ kiểu dùng cho em. Lên liền cho em mã 56. 56 đề mẫn. 59.000, những cái hàng này mấy chị để ý đi, vì mấy chị bán sốt vô tư ấy. Lên mã 56 tơ kem lên giúp em 59.000 ạ. Xem like cho mình lương đá chia sẻ like với em mấy chị ơi. Chút liền cho em mã 56 đi cả nha. 56 59.000 lên giúp em sister ạ. 56 áo tơ cho Sammy Phạm. Rồi lên liền cho em mã 57 size M dùm cho em 99.000. Trời ơi, lúc chiều mới vừa tranh nhau bây giờ lại lồi ra đây khổ đời luôn á. Size M dùm cho em 99.000, chút lẹ quá. Cái này là dâm nha, dâm nha. Nhưng mà cái phía trực nó làm đẹp vô nè. Cái vải này mấy chị nha, cái vải không có nối hàng mỏng nha bà nha. Đây. Trời trời trời. Thiệt luôn á. Chán thiệt luôn á. Nó mãi Bùi Thị Thanh Phương. Rồi, lên liền cho em mã 57 dùng cho em 99.000 size M. Dung nha, con này mặc lên đẹp lắm cả nhà ơi. Dung quần dùng cho em nè. Nhưng mà nó sẽ không có bị hấp đâu nha. Đẹp lắm. 99.000. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em. Ở đây nó sẽ có khóa cho mấy chị nè. Đây nha, nó sẽ chuông cho mình và nó sẽ có khóa kéo nè mấy bà. Có kéo dùng cho em ha. Lên liền cho em mã 57 99.000, đẹp bá trái luôn. Nhưng màu xanh mã 57 99.000 lên cho em. Lên liền cho em mã 58 size S có một con nè. 58 size S một con duy nhất tặng với chị luôn 99.000. Lên liền cho em mã 58 99.000 dù quần vô chạy với. Rồi lên liền cho em mã 58 54 59.000 là cái bộ. 58 54 bộ 59.000 cho Bích Đoan. Rồi lên liền cho em mã 58 size S dùm em. Cái này, 99.000. 58 size S 99.000 đi cả nha. Rồi 58 size S 99.000 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 50 59 lên 58 size 58 cho đặng size S, size M, size L tặng mấy chị 79.000. Đây mấy chị ơi, sẽ co giãn cho mình. Co giãn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 59 mấy chị lên size dùm em. 59 cả nhà kèm size thôi nha. Em có size S, size M, size L, em sale cho mấy chị 79.000. Quần hôm nay là em sale rẻ nhất luôn và em bán đây là quần Quảng Châu nha. Mấy chị đừng có so sánh với lại cái hàng xưởng lên nha mấy chị nha. Đây nè. Hàng Quảng Châu nè. Lên liền cho em mã dùm cho em 59 lên size dùm em. Size S, size M, size L dùm cho em. S, M, L cho mấy chị nha. Tặng cho mấy chị luôn giá là 79.000. À, tiền không mới mà thì co giãn dùng cho em. Cái này mà đúng qua mùa là thật sự luôn, em nhập là phải trên 160-170 đó, nhưng mà cái này em ôm sale nha cả nhà, tìm size dùng cho em. Lên liền cho em mã 59 lên size dùng cho em, SML dùng cho em. 59 kèm size SML cả nhà, SML. Lên liền cho em mã 59 lên size SML dùng cho em. Có buôn lá 59 ML có buôn lá 79.000. Rồi con này em có một con size L nè, 119.000. Lên liền cho em mã rinh dài size L 119.000. Rinh dài size L nha, 119.000. Chốt liền cho em mã rinh dài. Rinh dài size L dùm cho em 119.000. 59 size L anh Dương. Rồi lên liền cho em mã rinh dài size L 119.000. Có con không? Chốt rinh dài 119 size L cho khỏi nhà. Lên liền cho em mã rinh dài ống sung size L một con thôi. Lên chính xác cho Thùy Duyên. Thì nào có đơn chị gắn chọn đủ đơn trên 89.000 đi. Rồi lên liền cho em mã 61 lên size SM dùng cho em 79.000. Wow, cái màu mấy bà ơi, màu quần rinh nó đúng đỉnh luôn á. Nhìn cái phô quần này nghe không mấy bà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em cái mã này là mã 61. Mã 61 lên size dùm em, size S, size M dùm cho em. Lên liền cho em mã 61 lên size SM dùm cho em. 61 kèm size SM nha, 79.000. 61 kèm size, 61 chỉ có SM thôi. Chỉ có SM thôi chị Tề Mẫn ơi.
lần nào hôm qua nó còn người ta rồi. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em nè, theo mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã 62 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 62 99 ngàn mấy chị. 62 kèm size dùng em 99 ngàn á luôn. Cái 62 này là phi size nha, 60kg đổ lại em ok. 99 ngàn quần hàng Quảng Châu. 61SM cho tề mận nha, con này là bo chung cho mình. Con này em bán hàng Quảng Châu nha mấy chị nha, nhưng mà bây giờ em không có về được hàng á, thật sự luôn. Nhiều lúc thích về lắm luôn á, nhưng mà nó bị đắt quá không có về được cả nha. Nha, một xe mấy chị 99 ngàn, có con gì nhất không? 62 99 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã 62. Còn quần đi không dùng đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy bà ơi, nghĩ sao tôi bán mấy con quần size L mấy bà không chốt vậy? 119 ngàn size L. Chị An Trần thích mới mã kèm số điện thoại lên chứ bao nhiêu chị ơi. 63 size L dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 63 size L. Chị An Trần thích mới mã kèm số điện thoại lên chứ em ạ. Rồi lên liền cho em mã 63 size L 119 ngàn. Tại vì cái quần size L cái nó yếu ngang xương vậy đó. Bình thường size L không có chốt mấy bà. Từ mất để cho em coi cái quần này chốt chưa. Nãy những bé mỹ này để thiên ra rồi. Cái thiên gấu theo này đúng rồi đó. Nhưng cái cục này để lại. Coi cái này lên. Cái này để đây. Còn cái này để lại qua bên kia. Mày bỏ nó. 63 CL 99 ngay cho Hà My Nguyễn. Ừ. Tự nhiên có mấy bạn. Cái gì xong, cái gì đó nha. Cái gì đây có rồi đúng không? Là trái chứ. Cái đó là sao vậy? Đúng rồi. Cái đó là sao vậy? Là để nhìn này. Rồi lên liền cho em mã 64 lên size SM dùng cho em nè. 64 lên size SM 119 ngàn. Khi nào lúc nãy hụt thì lên lại dùng cho em đi mấy bạn. Lên liền cho em mã dùng 62 cho An Trần 710. Rồi chúc em mã 64 nè. 64 kèm size dùng em. Size S và size L dùng, áo lộc S và M dùng cho em 119 nè. Chị nào lúc nãy hụt thì lên liền dùng cho em ha. Quần ginh viền dùng cho em bán 119 ngàn. Thiệt luôn ấy. Nha, em có thể để lại em like cũng được đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay em ưng like quần ginh cho khách đấy. Đây là em lôi ra em xe cho mấy chị giá là 119 ngàn nè mấy chị. Một con quần ginh chạy viền như thế này may rất là chơi nha. Siêu siêu đẹp luôn. 119 thôi cả nhà. Giờ lấy chút liền cho em mã 64 dùng cho em ha. Chúc em mã 64 lên size S và size M dùng cho em 119 ngàn. Quá trời quá đất luôn mấy bà ơi, quá là đẹp luôn nha. Quần ginh là quần ginh nóng chung dùng chạy. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 64 kèm size dùng em size S, size M. S cho mấy chị nào mà eo 67 đổ lại nha mấy chị nha. M cho mấy chị nào mà eo 69 dùng cho em ha, 68, 69. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em 119 ngàn đó khách ơi nha. Lâu lâu mới like quần ginh là chốt liền mấy bà. Tôi dùng cho em mã 64 lên size SM dùng cho em. Thấy không hồi nãy thì quá trời người chốt không đủ mấy bà ơi. 64 size M Mỹ Hiệp. 64 kèm size vô mấy chị. Lên liền cho em mã 64. 64 lên size. 64 thì có size S, size M. Rồi lên liền cho em mã 6599 kèm size. Size M thôi. Cái này là ML. Rồi con này được ML. 65 lên size ML dùng cho em 99 ngàn. Chân quá dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 lên size dùng cho em. Chốt liền cho em mã 65 kèm size. Size M với size L dùng cho em. Chốt liền cho em mã 65 lên size ML 99 ngàn kèm size vô nha. Chân quá dùng cho em. Chân quá là sẽ chốt nè. Sẽ chốt nha, chào lấy chốt liền cho em mã dùng cho em. Mã 65 lên size ML 99 ngàn. 65 ML 99 ngàn lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 65 dùng cho em lên size dùng cho em. Ủa phải S luôn hả? SML luôn cả nhà. Không, cái này có đủ size SML nha. 65 kèm size SML luôn, đủ size. Ui trời ơi, hôm nay tự nhiên có chút thêm M không á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Tôi dùng cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi lên liền cho em. Số 5M Phan Thị Thanh Dung.
chị ơi, đơn đủ đơn là nhà em đi nha mấy chị ơi nha, nhà em giữ đơn nha. Còn lên liền cho em mã dùm cho em. Chị nào theo dõi like nhà em trước giờ cũng biết rồi. 65CL Huỳnh Sang 99.000. Cảm dùm cho Hải thì tại vì em like hai hôm nay rồi cả nhà. Bắt buộc nhà em phải đi đơn nha mấy chị ơi nha, nhà em giữ đơn được nha. Còn lên liền cho em mã dùm. 65CM Nguyễn Thu Sơn. Bữa nay tất cả các kho khác người ta đều đi đây. Đi đơn là một ngày một á cả nhà. Có duy nhất nhà em like gom đơn như này cho mình. 65CM Bình An. Nói là nha, hay là mấy chị đi đơn dùm cho Hải nha, Hải không giữ đơn được nha. Rồi lên tiếp nữa. Số 5CL cho Hương Nguyễn. Số 5CL Đông Nga. Rồi lên liền cho em mã 66 size S rồi mới kịp 149.000 con xếp gì nhé. Chị Đông Nga ơi, số 5 em chỉ còn SM thôi ạ. Chứ quán ở số 5 em còn SM thôi mấy chị ơi, cháu cho tiền phải SM ha. Rồi lên liền cho em mã 66 size S dùng cho em 149.000 xếp dạ dùng cho em. Số 5 S Tình Phan. Xếp dạ siêu phẩm nha mấy bà nha, siêu siêu phẩm luôn rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số 5 em còn một con size M cuối cùng, chờ mấy chú liền với em ạ. 66 số 5 size M An Trần. Rồi lên liền cho em mã 66 dùng cho em nè. 66 nha mấy chịu nha. Chốt liền cho em mã 66 dùm cho em. Xếp dùm cho em 149.000 có xếp gì nhất. Em có cái quần này được nè. Quần này có cái gì không? SM. Rồi quần này em có size M 67 lên size SM dùm cho em 119.000. Ok chị Vân Vy ạ. Sao sao bao nhiêu? Các bạn ơi. 149. 149.000. 67 nè các bạn, 119.000. 66 Mỹ Hiệp. Size S size M nha, dặn thiệt cái quần này nha, bán 119.000 nè. Trước order là hàng 169.000, 159.000 nữa các bạn. Quấn xung chạy viền dùng cho em nè. Con này mặc chơi lắm luôn, không rách nha các bạn nha, không rách không gì hết. Thấy đẹp chưa? Phông dài nha. Trời ơi, quá trời hot luôn ấy. Lên liền cho em mã 67 kèm size SM dùng cho em. Lên size SM dùng cho em nha. 119.000. Ô là trời, tự nhiên đó mấy bạn. Cái quần nó xịn nó đẹp. Số 7 119 cho Ngọc Dầu. Số 7 CM Mỹ Xuyên. Rồi lên liền cho em mã 68 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã 68 149.000 đồng đinh dáng dài. Con này mấy chị mặc S, mặc M, mặc L được hết. SML. Số 7 SM thì phải. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 68 149.000 có con thôi. Thì em bán cái này 149.000 chứ mấy bạn đi mua hàng mấy trăm ngàn đó nha. Bầu bí vô chen vô tư cho em. Lên liền cho em mã 67 đầm rinh nút này. 68. À 68 nút bọc. 68 149.000 nút bọc luôn nha. Nút là nút bọc nha cả nhà nha, hàng nhà bôn luôn. Lên liền cho em mã 68 149.000. Số 7 cho Diệu Diệu. Rồi em lên cho mấy chị một con chân vái xịn nha mấy bà nha, phải gọi là xịn á. Kèm ra cho mình luôn, nhưng mà có xe mò. Ok chị Ngọc Dầu nha, ngày mai hãy báo á. Số 7 S cho Ngọc Hà. Thì những cái chân quá cái nó bỏ 2-3 không biết làm gì nữa bà. Mặt không biết làm gì nữa. Rồi chân quá xoay mồi dùm cho em. Số 7 M Luna. Chân quá là nó sẽ có quần bên trong. Có quần bên trong cho mình ha. Size của Hải đang cầm là size M. Hãy xem mấy chị 69.000 nha mấy bà, nhìn nó sẽ khác bộ với chân quá mấy bà mua luôn nha. Con này nó sẽ có cho mình khó kéo phía trước. 68 cho Tim Mây nha, khó kéo phía trước cho mình nè và có nút nè, chứ không phải là khó kéo bên hông mà giục nút đâu nha. Con này rất là đẹp luôn. Đây xong rồi sẽ tặng kèm cho một cái đai nữa mà chỉ có 69.000, size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 size M. 69 size M nha, xe cho cả nhà có 69.000 thôi nha. Con này về mấy chị mặc với lại áo thun áo gì cũng đẹp hết trơn á nha. Lên liền cho em mã dùng cho em chân váy bêu size M dùng cho em nè mấy bà. Khó kéo cho mình nè, nút cho mấy chị ha, túi cho mấy chị nè. Vải của nó giống như mã 69 cho chị Lê Quỳnh Như. Còn là vải rinh đó cả nhà. Nha mấy chị nha, vải rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em size M. Lên liền cho em mã 69 size M, chân váy đẹp lắm nha khách nha. 69.000 thôi, rẻ bèo bột luôn mà đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 70 dùng cho em. Mã 70 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã 70 nè. 70 áo phông dùng cho em.
Rồi chốt liền cho em mã 70-39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 69 cho Mỹ Xuyên. Rồi mã 70-39 ngàn áo phong liền cho em. Mã 70-39 ngàn áo phong. 70-39 ngàn. Mỹ Hoa à? Mình thích mua Mỹ Hoa ta. Ấn cái lá từ trước cái gì mà quá đỏ rồi, tay đi với Mỹ Hoa là mình không có. Rồi lên liền cho em hả? Sao chứ vô lan ngô? 71 size M dùng cho em 119 ngàn. Trời ơi nó rẻ mấy. Sao chứ size M Phương Lê? Mấy bạn ơi mấy bạn. Bộ ấy mặc hết rồi mấy chị ơi. Thì cái này bán hơi bị sai giá rồi nghe. 119 ngàn sai thật luôn á. Sao chứ Ngọc Hà? Sai thật nên là hơi chút nha. 71 119 ngàn size M. Nhầm giá rồi. Cái set này bị nhầm giá rồi. Ở phòng mà 70-39 ngàn Lê Quỳnh Như. Cũng sale nhưng mà sale 119 ngàn là hơi nhầm. 70 Phạm Hương. Nó bị nhầm giá cái set này luôn á. Thôi kệ lỡ rồi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 71 size M. 71 size M. 70 Lê Hiếu. Sai đó, thật sai luôn á, quá sai cái set này luôn. Cái này có size S, size M, 71 kèm size S, M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 71 kèm size dùng cho em, size S, size M thì. Chị nào mặc size S thì chốt size S, chị nào mặc size M thì chốt size M dùng cho em, lên size đi, khỏi bị nhầm. Ôi nhầm quá trời nhầm luôn rồi khách ơi. Phải 71 kèm size S, M dùng cho em. Nó sẽ có cho mình, cái này là hàng Quảng Châu. Đây là cái chân váy của nó là chân váy rinh nha mấy chị yêu nha. Chân váy rinh dùng cho em. Xong ở đây nó sẽ có cầu vai cho mình. Cầu vai nha. Vậy mấy chị cầm lên đi, mấy chị thấy cái áo của nó đẹp luôn á. Cái áo rất là đẹp nha, nút này. Nút của nó là nút chìm nha mấy chị nha. Nó sẽ giấu nút vô đây cho mấy chị. 71 lên size S, M dùng cho em 119 nha. 71 M thanh thanh bùi. Kèm size vô nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã 71 lên size dùng. 71 kèm size S, M dùng cho em, size S, size M nha, 70 cho Thí Kiều Bùi 39 ngàn. Trời ơi, em nói thiệt luôn, em quá là nhầm giá cái mẫu này luôn rồi. 71 M Dương Trang. Rồi lên liền cho em mã 71 lên size dùng em, size S, size M. Có không chị? Ủa mẹ đó, ngủ rồi. Rồi lên liền cho em mã 71 lên size dùm đi. Lên liền cho em mã 71 lên size S10 dùm. 71 xem. 71 xem ở Tâm Phạm. Lên liền cho em mã 71 119 ngàn. 71 mở Na Bi. Rồi lên liền cho em mã 72 dùm cho em 149 ngàn. Đầm xuân bầu bí mua khen ok. 65kg đổ lại nên ok dùm cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 72 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 72 đi cả nhà. 72 nha, 149 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 72, 149 dùng cho em. Một con đầm. Con này chị nào 65kg mang ok cho em luôn ha. Bầu quý con cho em vô tư luôn. 72, 149 ngàn. Con này thì em được có 2 con thôi. 2 con nha mấy bạn nha. Bà nào lấy thì chốt liền cho em mã 72, 149 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 72, 149. Mấy chị ơi xem like chấm bài dùm cho em với. Phải phía sau là manto cả nha. Phía sau là manto nha mấy chị nha. Phía sau là áo manto dùm cho em. Rồi có dùng này thì em cần được à. Em có được 3 con size S không? Em sale nốt với chị 69 ngàn. Đen trắng sắc nách đang like chứ hỏi ôi. Tầm đen trắng sắc nách lúc chiều em có like rồi nhưng mà nó còn 2-3 con vậy đó. Mày không biết giờ em mấy đứa chắc đi đâu mất tiêu rồi. Để ngày mai chị nào lấy em nhắn tin cho em đi. Dạo này mập quá rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy mình nữa. Rồi lên liền cho em mã 73 dùng cho em. 73 size S nha. Lên liền cho em mã 73 size S. 73 size S này em xem với chị 69 ngàn. Tại vì em còn có 3 con thôi. 3 con size S nha. Hàng Quảng Châu luôn. M luôn hả? Bây giờ không có S à? 71 M cho hình hoa 119. Em chắc là mở 70, 71, 72 mấy chị ạ?
Rồi lên liền cho em mã 7369 nghìn. Mà con này em được có 3 con thôi nha. Con này là hàng Quảng Châu của nhà em đó. Không lầm là giá em like là hàng 119 ngàn nha các bạn nha. 119 69S là cái nào ta? Bảy mốt đó bé, không có xe hết mấy chị ạ. Bảy mốt mờ cho hà theo. Rồi lên liền cho em mã 70 74 này. Trời ơi cái quần nó đẹp hết ơi. Bảy mốt mờ bỏ thì Thu Hằng. Rồi lên liền cho em mã 74 xe mấy chị 79 ngàn lên size SM dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 74 dùm hàng cho em. Rồi lên liền cho em mã 74. Chị chưa nghe bên đọc tên thì mấy chị cứ lên mã với bên mấy chị ha. Xỉu 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 74 lên size SM dùm cho em 79 ngàn. Nghe chưa? Rồi lên liền cho em mã 74 lên size SM 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 74 kèm size dùm em. Thật cái này đâu vậy? Để cái này. Rồi lên liền cho em mã 75 dùm cho em. Rồi chốt liền cho em mã 75. Em sale mấy chị cái này 89 ngàn luôn, có 2 con thôi. Năm nay chắc em không có bán len đó cả nhà. Ồ, năm nay chắc em có bán len đó. Tại vì năm nay em không có bán len bà ơi. Bảy mốt mờ Ngân Thu. Chị Võ thì Thú ăn ấy, giờ lên lại mà 71 mờ lên với em đó chị ạ. Sao em chút đơn cho mình không được chị ơi. 75 có 2 con á, 75 em xem với chị 89 nha. Bà bò là con. Bảy đây là quần hồng. Bao nhiêu? Quần hồng là 69 ngàn. 74 là 79 ngàn kèm size SM. 75 là áo ghi lê 89 ngàn. 69 ngàn. Kèm size. Size S có một con, một mẫu không? 73 xe cho Mỹ Hiền. Trời, cái này em chỉ có đúng một quần duy nhất nha. Em bán tặng cho 73 Nguyễn An Ni. 76 xây mờ dùng cho em. Mai Thảo cọc 100. 73 S bé ngốc. Rồi 76 em có duy nhất một con xây mờ. Em tặng với chị 119 nha. Một quần con. Cái này em chạy nhiều quá trời rồi mấy bà ơi. Bà tư nữa nè. Cần xe mà. Ừ, 74 đúng rồi. 76 119 ngàn có một con size M thôi. Hết rồi mấy bạn. Cái này để nhân viên em nó bỏ trong cái hàng cục mà cục hàng đinh lẻ. Cả nhà ơi, nhà em đang sale nha. Nhà em đang sale mà lại em sẽ không có sỉ đâu. Cái giá này giá sale quá cả nhà. Để có lấy M thì phải. Để tôi lấy cho Kỳ Ly. Còn lên liền cho em mã dùm cho em. Để tôi ghé cho Thùy Duyên. 77 em xem mấy chị 59 nè. Rồi lên liền cho em mã 77 59 nè. Con áo này đẹp lắm nha. Con áo này mấy chị mặc với lại quần rinh lưng cao á. Để tôi ghé mờ thì mẫn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 77 em tặng với chị 59 ngàn. 77 59 ngàn dùng cho em. 75 lên liền cho em mã 77 59 ngàn. 52 con thôi. Ừ 75 con thôi. Rồi lên liền cho em mã 77 59 ngàn. Lên liền mới bà ơi. 75 89 ngàn con liền này. Mấy chị 77 77 này chỉ có 59 ngàn thôi. Nhờ mặt lên rất là xinh nha khách nha. Lên liền cho em mã 77 59 ngàn. 76 là cái mô. 76 là quần có con thôi. 119 ngàn. 76 quần xuyên bằng 19 với Mỹ Hiệp. Còn lên liền cho em mã 77 dùng cho em. 77 59 ngàn chốt lại để hết nha khách nha. 77 dùng cho em. Lên liền cho em mã 77. Ồ, mã 77 lên giúp em 59 ngàn kìa. Rồi xem mấy chị con này luôn. Rồi lên liền cho em mã 70 78 này. Em xem mấy chị con này 89 ngàn.
7, 8, 9 nghìn y như một con áo khoác luôn mấy bạn. Chị nào xem like cho em xin nút thả tim thả like tương tác về viết nha cả nhà nha. Đó phải Thú Quyên Nguyễn Thị. Đẹp không khách ơi, 89 nghìn đó. Nó liền cho em mã 70. 78, 89 nghìn. Mã 7 cho Trần Yên. Lên liền 78, 89 nghìn. 78 đi, nhanh lẹ để hết nè. Mã 7 cho Ngọc Dầu. Rồi lên liền cho em mã 78, 89 nghìn. 78 nha khách nha, 89 nghìn. Lên lẹ cái mã 78 đi hết. Lên liền cho em mã 78, 89 nghìn. Mã 7 Tâm Phạm. Mã 7 Linh Nguyễn. Rồi con này là giống con áo lúc chiều em mang á, nhưng mà lúc chiều em mang màu hồng. Bây giờ nó là màu nâu nha con nè. Không mặc lên thôi chứ mặc lên nó bà chốt hết sạch sẽ rồi nha, giờ lên màu nâu nè. Lên liền cho em mã 79 màu nâu 129 ngàn. Mã 7 Cao Viên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79 129 ngàn. Thật sự luôn cái mẫu này không mặc lên thôi chứ mã 7 Trần Yên Linh Nguyễn có rồi ạ. Mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha. 78 bao nhiêu? 78 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 79 giống con áo lúc chị em may á, mà lúc chị em mang màu hồng. Bây giờ là màu nâu nha, 78 cho Ivana. Có bờ ai nhưng mà giờ là phải chưa có ai được cả nhà. Chưa có tìm, không phải là không tìm mà là còn 100 bây giờ ừ. Cái liềm che mã 79 màu nâu 129 ngàn có bờ ra cả nhà, nhưng mà giờ chưa có lấy ra sale được. 78 Mai Thảo 89. Rồi lấy liềm che mã 79 129 ngàn. 78 Lúc Hương My màu nâu nha, lúc chị em lên màu hồng đó, giờ em lên cho mấy chị màu nâu 129 rồi cả nhà, 129 ngàn. 78 Lương Lê. 78 Ngân Thu. 78 Thùy Duyên. Rồi lên liền cho em mã 80 dùm em. 78 mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 80. 79 màu nâu cho Hồ Nguyệt 129. Con này em bán cho 39 ngàn à. Mà mấy chị nào đi làm giáo viên mấy chị may cũng được ha. Chị nào đi làm công sở mấy chị may cũng được luôn. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 39 ngàn. Có hai con này là sale 39 ngàn cho vui nhớ bà nha. Tay áo nè. Đẹp chưa? 39 ngàn chút liền. À, em nhận được áo rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Trần Cẩm Ly nha. Rồi lên liền cho em mã 80 39 ngàn. Có hai con này là tặng 39 ngàn nha. Mình biết em tiếc cái con này quá. Hồi em like em không có hàng nữa cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 81 dùm cho em nè. Size S này em sale cho mấy chị 69 ngàn. 80 bao nhiêu? 39 ngàn. 80 39 cho Trần Yên. Chị đúng quá. Hồi lúc mà nó hốt á, tại vì không có hàng để lấy. Vậy em về được hai con hàng sale. 80 Đoàn Dung. Rồi lên liền cho em mã 81, 69 ngàn size S thôi. Thì con này hàng bôn nha, đẹp lắm cả nhà ơi. Chứ chị kéo xuống đi, em có hình rồi đó cả nhà. Con này em có đăng hình cho cả nhà rồi đó. Hai con thôi, 69 ngàn hàng nhà bôn nha. Lên liền cho em mã 81, vải đẹp lắm nha mấy bà nha. Con này nhìn như vậy chứ không có hở nha, tại vì nó đã lót lớp lưới cho mấy chị rồi nè. Và nó làm cái nơi cho mấy chị. Lên liền cho em mã 81, size S, 69 ngàn. Tìm em mã 81, 69 ngàn, size S. Xếp mặt hết rồi cả nhà ơi. 81 của chúng em mới đi 69 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã 82. Áo gì rồi. Áo Garigan dùng cho em. Em xem mấy chị luôn 139 ngàn. Lên liền cho em mã 80 82, 139 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 82, 139 nữa cả nhà. Coi chân váy còn 18 con coi còn chân váy chân váy trên này dưới. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em. 82 nha cả nhà nha, 139 ngàn. Áo khoác Garigan dùng cho em. Xanh lông còn màu nâu quá chị ơi. 82 xanh lông lông ạ. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 83, 79 ngàn.
8379 nha. Nhân vải dùng cho em. Nhân vải xếp ly. Trường vải xếp ly thật ơi. 82-139. Rồi. Nhân vải xếp ly con này thì mấy chị mặc được S, được M, được L luôn. Nó sẽ co giãn cho mình nha. Rồi lên liền cho em ạ. 83-79 nha. Chân vải xếp ly dùng cho em đẹp xuất sắc luôn. Mấy bà có thể phối được tất cả các loại áo nha mấy bà nha. Mặc với lại áo sơ mi đi làm cũng được, áo tơ cũng được, cái gì cũng được. Cái tất chân vải xếp ly dùng cho em ha. Hàng này thường mấy chị đi mua 160-170. 83-79 mấy thậu. 83 nha, 79 ngàn. Lên liền cho em ạ. 83-79 ngàn đi cả nhà. 83-79 ngàn. Chân vải 83 nha Hoàng Yến. Lên liền cho em ạ. 83 đi cả nhà. Chú quán mà 83 cho Bi Liên, chú quán mà 83 cho chị Thu Yến. Rồi lên liền cho em mã 84, em chỉ còn SM thôi mấy chị. Em xem mấy chị con quần này giá là 79 ngàn, mấy chị chốt 83 Ngọc Lan. Quần này là hàng như em vì hàng đẹp cho mình. Bây giờ có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn để ngày mai đi đơn không mấy chị hả? Tác của nó là tác vải dùng cho em. Tác vải nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã 84 lên size SM dùng cho em 79 ngàn. Hàng đẹp nha cả nhà nha. Em nói thật luôn, em bán một con này 79 ngàn mấy chị về nhận hàng đi nha. Dạng của em là dạng ngố lỡ chứ không phải là dạng đùi nha mấy bà nha. Không phải là hàng đùi nha mấy bà nha. Rồi chèo lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 84. Em có size S, size M 79 ngàn thôi. Lên liền cho em mã 84 và nó sẽ có co giãn cho mình. Có co giãn nha cả nhà nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã 84 lên size dùm nha. 84 kèm size nha mấy chị nha. Size S và size M dùng cho. Lên liền cho em mã 84 kèm size. 84 lên size nha. Quần dùng cho em quần ngố dùng cho em dạng ngố đùi á nha. 84 lên size dùm em. Size S với lại size M dùm cho em. Lên liền cho em mã 84 kèm size SM dùm cho em 79 ngàn con mấy bạn. 84 mà bỏ thì Thu Hoàng. Rồi lên liền cho em mã 85 dùm cho em. Lên liền cho em mã 85-120. Đơn đi rồi chị Nguyệt Nhi nha, đơn mình đi rồi chị ạ. 85-129 có con thôi cả nhà. 85 một con duy nhất bán 129 ngàn. Chị nào mặc hàng mua hàng đông thì chốt liền dùm cho em. Hôm nay em bán ít hàng đông lắm, thật sự là ít nha. Thiếu ít thật luôn á. Em biết chị nè. Có một con 129 ngàn. Một con duy nhất nha bà nha. 129 dùng cho em. Chị lấy hàng bên này. Bên đi lãng bên này. Hàng số lượng chút hàng này. Tâm tư ấy cho Cao Huyền Trang 79 ngàn. Có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn chứ em đi ngày mai video luôn mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 86 dùng cho em nè. 85 bán không? Rồi lên liền cho em mã 86 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 86 39 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 86 39 ngàn áo phong. Em có màu xám với màu xanh, em sẽ không bóc màu ha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 86. Quần đó là size M tầm eo 70 á chị. Quần đó là eo 70 nha. Rồi nó có co giãn. 86 không bút màu dùm em. Xanh xám dùm em 39 ngàn đó. 86 bên em không bút màu chị đầu lấy hai cái. Em cho hai màu mấy chị ha. Rồi set quần dài này mấy chị. Nhưng mà cái set này được size S thôi. 86 Mỹ Hiền 39. Tám sáu hai màu thấy thì chị nào lấy hai con em cho hai màu à, chị nào lấy một con thì em bốc về giải mấy chị ha. 86 lên cho em 39 ngàn cho Hiền Huyền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 87 86 tim mây 87 size S 149 ngàn. Trời ơi cái set này mấy bà ơi, set quần dài nha. Quần ống le dùm 86-39 cho mi sao y hai màu. Rồi lên liền cho em mã 87-149 ngàn. Size S 52 cái đổ lại quần ống le dùm cho em. Em có thiệt mấy bà luôn, cái quần ống le nó đẹp mấy bà ơi. 149 ngàn. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 80 87 dùm cho em. 86 hai con hai màu cho Sương Diệp. Rồi chốt liền cho em mã 87-149 nè. 86 cho Bi Liên hết mã 86 52 cái đổ lại mình ok dùng cho em. Quần của nó là quần ống lê nha.
quần ống le dùng cho em, nó đẹp quá mấy bà ơi, 149 ngàn. Lo liền cho em mã 87. 87 149 cho Lê Thu. Rồi lo liền cho em mã 88. Ngày mai em mới gửi chốt đơn chị Trang đông á, gom đơn cho chị bữa nay nha. Rồi lo liền cho em mã 88, em có size M 149 ngàn nha. 87, 86 đó chị Bi Liên, chị được một cái thôi chị ạ, hết rồi chị ạ. Rồi lo liền cho em mã 87 dùng cho em kèm size SM 88. Lo liền cho em mã 88 lên size SM 149 ngàn, mới thiệt mấy chị cái set này luôn á. Nha, mấy chị đi mua chỗ khác mấy chị phải mua trên 300 ngàn. Trên 300 ngàn cái set này nha, vải dùng cho em này, hàng hai nút dùng cho em. Mấy chị ơi, set hot, set đẹp mấy bà ơi, 149 ngàn. Lên liền cho em mã 88 lên size SM dùng cho em. 88 kèm size SM nha, 149 ngàn, nó đẹp như thế này, bà phải múc liền nha bà ơi. 88 size M cho em rồi em. Cho em cái set này đi, còn mấy set coi. Con này 119 ngàn, còn set cuối cùng bà nào vớt luôn đi. Vớt luôn đi chứ để hết nè. Cái này em bán bị nhầm giá, nó thật luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã 88 size M nhiều nhiều. 89 dùng cho em nè. 88 em chỉ còn size thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 89 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 89 size M 119 ngàn. Một set duy nhất đó, chị nào lúc nãy mà em chưa đọc tên nha, nó bị sốt lại á, để bà chút liền dùng cho em. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 89. Lên liền cho em mã 89 dùng cho em. Hiền mấy số này nè bà ơi. Để mai hả, bóp yêu luôn hết chị thấy hiền á. 89 cho em, 119 cho Mai Thảo. Rồi lên liền cho em mã 90 dùng cho em 149 ngàn. Đẹp quá nha khách nha, đẹp. Ôi là đẹp luôn mấy bà, 149 ngàn. Hãy nói cái áo này. Cái áo này mấy chị nhớ giống như cái áo được trước mà em bán hàng siêu cấp mà em like 109 ngàn nha, y như cái áo siêu cấp 109 ngàn vậy đó mấy bà. Tát này xong mà kèm cho mấy chị cái quần siêu chắc chưa, siêu chắc chưa cả nhà ơi, 149 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 dùng cho em. Lên liền cho em mã 90 nha mấy chị nha, mã 90 dùng cho em, 149 ngàn dùng cho em. Con này là sẽ là theo cho mấy chị này, theo nha mấy chị nha. Con này cho mấy chị nào mà 55-56 cái đũa làm em ok luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 dùng cho em, 90 nha cả nhà nha. Rồi con này lên liền cho em mã 91 size S dùng cho em. 90 cho Lê Thu. 79 ngàn. Cái quần này em bán là tổng cộng là em về là 30 ri nha. Em còn đúng được 3 con size S. 3 con size S em sale cho mấy chị từ giá là 119 ngàn, sale cho mấy chị 79 ngàn một con quần, còn size S thôi. Lên liền cho em mã 91 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 91 size S dùng cho em. À, mình xem lại like rồi chốt đơn được không hả chị ơi? Xem lại like, nhưng mà sợ cái này hàng sale quá nên là chị hết á nha. Đa số hàng sale quá chứ không phải là hàng chính phẩm á. Ví dụ chính phẩm chị về nó nhiều thì còn ha. Còn bây giờ em 90 cho mây sù 149. Rồi lên liền cho em mã 91 quần loan dùng cho em nè, 79 ngàn size S. Thì mấy chị nè sẽ coi giảng cho mấy bà nè, coi giảng nha. Lên liền cho em mã 91 tác xanh. Có xanh nha, hàng Quảng Châu luôn. Có 3 con coi. Lên liền cho em mã 91 đi cả nhà. Chút liền cho em mã 91. 91 cho em 79 ngàn đi ạ. Và cái set này em có được 4 set size M, em xem mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã 92 size M. Ồ cái set này đẹp hết ôi. Set ren nè, đẹp đẹp. Cả nhà cái set này kiểu giống như là mấy chị kéo xuống đi, em có đăng co hàng của mấy chị là của bạn gì đó. Bạn gì nói chung là bán hàng rất là đắt nha. Cái set này người ta bán 500 ngàn lắm. 500 ngàn nhé bà nha, em like cho mấy chị sale 89 ngàn size M. Có được có 3 set thôi, 3 set nha size M. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 92 size M sale 89 ngàn nha, 89 ngàn. Cái này tất cả những mẫu. 92 cho chị Phan Lấu miền Trung. À tại vì giờ em không biết là 92 cho chị Trang rồi. Em chờ từ tối giờ hả? Mấy chị ơi mấy bà phải bấm theo dõi chứ, phải bấm theo dõi like chứ, bấm theo dõi fanpage chứ, không bấm thì giờ nó thứ hai mi đặng mi mi đặng 689792 cho Bùi Diễn Phương. Rồi lên liền cho em mã 90 93 dùng cho em, còn quần dinh nào nữa. Rồi lên liền cho em mã 93 size M dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã 93 size M 99 ngàn.
em mấy chị. Bé đang hết mọi 92 rồi. Rồi lên liền cho em mọi 93 size M 99.055 cái đổ lại nha. Ok. Set to này khỏi phải bàn luôn nha. Coi dự án cho mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 93 dùng cho em set to, dùng cho em vải hơi bị me nha mấy bà. Vải rất là xịn nha. Lên liền cho em mã 93 cổ là cổ bèo luôn. 93 99.000 size M. Lên liền cho em mã 93 99.000 size M dùng cho em. 93 99.000 size M. Sếp sơ trắng mã 93 là dưới em 99.000 à. Lên liền cho em mã 93. Rồi set ring rồi mấy chị nè. 92 hãy hết rồi cả nhà ơi, 92 hãy hết. Rồi lên liền cho em mã 90. 94 dùng cho em nè. 94 nha, 119.000 có 2 set thôi đó. Nên là bà nào lên trước thì sẽ có trước nha, tại vì hàng xe quá cả nhà ơi. Cái mẫu này cấp chốt là nó sẽ hết luôn rồi nè. Ta mấy chị 119.000 một con quần ống sung. Em mê những cái quần này lắm luôn. Hè là vô là cứ múc là 125.000, 135.000 một cái vậy đó mấy bà. Xong rồi bây giờ nè, còn kèm cái áo nữa bán 119.000 chịu đời nữa không. Mà cái áo của nó là áo rinh nha. Áo rinh dùng cho em nè. Vào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Nó sẽ co giãn cho mấy chị. Lên liền cho em mã 94 dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 119.000. Quần là quần ống sung nha. Vải đẹp lắm luôn. Hàng của nhà TS dùng cho em nè. TF nha, chúc em mã 94. Có 2 set thôi khách ơi. 2 set thôi, chỉ ở 94, chúc 94. Lên liền cho em mã 94 cả nhà, có 119.000 thôi mấy bà. Nhiều lúc bằng mấy bà đi mua một con áo phông luôn. Rồi lên liền cho em mã 95. 94 cho Hoàng Oan, 94 cho Dung Nguyễn 334. Rồi lên liền cho em mã 95 129.000. Em bán con áo này 129 nha. Rẻ nhất từ giờ em like luôn nha. Mọi năm ngó lại em không có bán được hàng này đâu. Nói thật, em không bán được mấy cái tác như thế này đâu cả nhà ơi. Mà đã lên là hàng 160-170 rồi. Em hôm nay bán cho mấy chị hàng lượng 1 một em được sale. Sale rẻ bèo luôn. 129.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 95 dùng cho em. 129.000. Áo khoác lông The Rim dùng cho em. Khoác lông The Rim nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 90. 95 dùng cho em. Lên liền cho em mã 95 áo khoác. Áo khoác nha mấy chị ơi nha, áo khoác The Rim dùng cho em. 129.000. Và lấy chốt liền cho em mã 95 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã 95 nha cả nhà nha, 129.000 60 kg mang ok cả. Lên 95 đi cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã 96 69.000 có quần không? 96 nha mấy chị ơi nha, một quần duy nhất thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 96 có quần nha, 69.000. Một con duy nhất thôi cả nhà nha, một con thôi. Chúc em mã 96. Chị ơi lỡ cái đó dù cô dù vô like luôn. Dù cô like luôn đi chị ơi. Cái gì mà nó. Rồi lên liền cho em mã 97 dùng cho em. 97 79.000 coi size mấy chị còn con S không. S không. S không mấy bà ơi. 97 dùng cho em. 97 79.000 size S. Nhưng mà cái quần cái phone 96 69.000 cho Trang Huỳnh. Mà cái quần cái phone quần nó đẹp xuất sắc luôn á mấy chị, không thể nào cuốn lại được luôn. Nha, cái quần nó đẹp, dáng của nó không đẹp nữa. Size S không, coi giãn cho mình. Coi giãn nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 97 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 97 đi cả nhà. 97 nha mấy chị ơi nha, 79.000 nè. Ở đây nó sẽ có cái tag cho mấy chị nè. Tag của hàng của nó là hàng tag cam nè mấy bạn. Chốt liền cho em mã 97 size S. Cái này mấy chị nào mà eo tầm phải eo 68, 69 đổ lại mấy chị may vừa luôn. Tại vì nó có coi vậy. Từ từ đi chị, từ từ chặt. 97 nó cho em 79.000 đi ạ. Lên liền cho em mã 97 dùng cho em. 97 nha mấy chị ơi nha, 79.000. Rồi lên liền cho em mã 98 dùng cho em. Sao mặc hết rồi chị Phương Thảo Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã 98, 89.000 một con đầm hồng. Đầm hồng nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 98 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 98, 89.000 đầm hồng dùng cho em. Bầu bí may vừa luôn. Phải sốt như thế này nè mấy. Phải sốt nha, chờ lấy chốt em mã đầm hồng cũng được. Đầm hồng. Chốt liền cho em mã đầm hồng mã 90 mấy nè. 98, 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã xuất rinh 149.000 size. Rồi lên liền cho em mã dùng 98 Nguyễn Thị Diệu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em
Rồi lên liền cho em mã xích rinh 149. 97 CS 79.000 cho Lê Mi Phương. Rồi lên liền cho em mã xích rinh dùng cho em 149.000 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã xích rinh dùng em 149.000. Tôi dùng cho em mã xích rinh đi mấy bạn. Xích rinh nha mấy bạn nha, 149.000. Lên liền cho em mã xích rinh 149 size S, có 2 size thôi. Con này em nặng người em xe đó cả nhà nha. Thật luôn quý, không muốn xe cái xếp này đâu. Cái này bán lỗ chẳng vó lên luôn, lỗ mỗi xếp gần 100.000 đó mấy bạn. Tại vì hàng đắt nha. Hàng tay ngu xì. Tay ngu xì nha, cái xếp này mang đẹp lắm. Chân váy của nó sẽ có quần bên trong cho mấy chị có 2 xếp thôi. 149.000. 2 xếp duy nhất nha, 149. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp dùng cho em 149.000. Xếp riêng 149 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã xếp riêng dùng cho em 149.000. Xếp riêng nha cả nhà. Xin lỗi chúng mời thương tái chia sẻ la lên giúp em mấy chị lên mã xếp riêng ạ. Xếp đó đẹp lắm mấy bà ơi. Rồi em xe với mấy chị con này 99.000 dùm em nha. Lên liền cho em mã 99.000 xếp thể thao dùng cho em. Một con áo khoác cho mình ha. Xong rồi kèm cho mình một con quần này. Em tặng cho mấy chị luôn với giá là 99.000 set thể thao có 3 set thôi. 3 set duy nhất nha mấy chị nha, chị nào lên nhanh thì có nè. 3 set thôi nghe, 99.000 đó. Kèm cho mình một con áo khoác nè, kèm cho mình một con quần luôn, 99.000 set thể thao. Kèm em mã set thể thao 99.000 nhìn chị. Set thể thao lên giúp em 99.000 cho xíu xíu. Rồi chốt liền cho em mặc áo 49.000, áo hàng to bao. Con này là áo to bao nha, áo phong 49.000. Lên liền cho em mặc áo phong 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mặc áo phong 49.000, có duy nhất được có 3 con đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mặc áo phong dùng cho em. Chốt liền cho em mặc áo phong dùng cho em 49.000 nha mấy chị nha. Áo phong dùng cho em nè, 49.000 mấy chị nhìn dùng cho em nghe. Cái nút này của nó sẽ bắn lên cho mấy chị luôn nè. Bắn nha mấy bà nha. Rồi lên liền cho em mặc áo phong dùng cho em, giá là 49.000 phong to luôn mấy bà. Ông to. Áo 49 cho Linh Trần 413. Còn em có cho mình được 2 con đàn của đàn ăn trâu, một con F một con M. Áo 49 cho chị Mỹ Hiệp. Nha, một con F một con M 99.000 cho em. 99.000 lên liền cho em mã váy hoa 99.000 lên size SM dùm cho em. Váy hoa kèm size SM nha, hàng của đàn ăn trâu dùm cho em có 2 con. Áo 49 cho 33. 2 con nha, một con F một con M. Lên liền cho em mã dùng cho em váy hoa lên size dùm em. Váy hoa kèm size SM nha, 99.000 kèm size luôn mấy chị. Áo 49 cho chị Yolo. Bộ thể thao 99.000 cho Phan Thanh Hảo. Rồi lên liền cho em mã váy hoa 99.000 kèm size SM dùm cho em. Bộ thể thao 99.000 cho Lê Thu. Rồi cái này lên liền cho em size L dùng cho em. Quần size L nha, em xe với mấy chị con quần này 89.000. Lên liền cho em mã quần size L dùng cho em, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Quần size L nha, 89.000. Lên liền cho em mã quần size L 89.000 dùng cho em, có được có một với con. Với size M Phương Kiều Trần 99.000. Một con thôi nha, quần size L 89.000. Cho hãy cái bộ xanh, được trả một bộ thôi. Rút một bộ thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, quần size L dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã quần size L 89.000. Quần size L 89.000 cho Cao Viên. Rồi cái này chốt liền cho em mã size xanh nè mấy chị. Em tặng mấy chị cái set này 119.000. Size cho mấy chị nào 65 kg đổ lại nên ok 119. Lên liền cho em mã size xanh 119 dùng cho em. Size xanh nha cả nhà nha, 119.000 dùng cho em. Size xanh 119 mấy bạn. Lên liền cho em mã xếp xanh dùm cho em 119.000. Có duy nhất được có 3-4 xếp thôi nha. 65 kg đổ lại nên ok. Tìm em mã xếp xanh 119.000. 119 nha cả nhà nha. Rồi chúc em mã xếp xanh 119. Lên liền cho em mã xếp xanh 119. Quần gì mà đây còn một con L nè. Lên liền cho em mã quần sọt size L dùm cho em 79.000 một con. Cái này chốt mã số 1 đi cho khỏi bị nhầm nè. Mã 1 size L dùng cho em 79.000, có con thôi. Thì luôn đủ riêng nhưng mà cái nhà cái này em like nó bị lẻ size rồi cả nha. Quần size L 79.000, mã số 1 đi cho khỏi nhầm. Mã 1 nha, dạng ngố dùng cho em nè. Đây giống không anh? Đây mã số 1 em có size
Mã số 1 em có size M với size L nha, 79.000. Lấy liền cho em mã số 1 kèm size. Kèm size liền đi. Lấy liền cho em mã số 1 kèm size ML. ML nha mấy chịu nha, ML dùng cho em. Mã 1 kèm size ML để có nhà mấy lần. Em có cầm cho mình một cục áo khác. Mã số 1 kèm size lấy cho em 79.000 mấy chị ạ. Mã 1 kèm size ML. Rồi lên liền cho em mã số 2 nè mấy bạn. Số 2 là một con giả yếm nha. Mã số 1 M cao nguyên. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 2 nè. Con này là giả yếm nha mấy chịu nha. Con này mấy chịu có thể mặc được size S, size M, size L cho hãy luôn. Xong rồi kèm đai cho mình. Kèm đai nha mấy chị yêu nha. Con này mang lên đẹp, hàng đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Vải nó nặng tay luôn. Đây mấy chị này, dáng dài cho mấy chị luôn, 149.000. Con này chị nào mà mặc được size XL đổi lại luôn cho hãy nghe. XL nha mấy chị yêu nha, và sẽ kèm đai cho mấy chị luôn. Con yếm này đẹp lắm. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Con này em về được hàng Quảng Châu, nhưng mà em về được có 2 con thôi nha mấy bà nha, còn 2 con cuối đó. Kiểu của nó giống như là giả yếm á, nhưng mà cái con này nó sẽ liền vô rồi nha mấy chị yêu nha, liền vô cho mình luôn rồi. Giờ lấy chốt liền cho em mã số 2 dùng cho em, 149.000. Lên liền cho em mã số 2, 149 dùng cho em. Số 2 nha cả nhà nha, 149. Rồi bắt đầu lên, phải lên hàng lẻ nha. Số 2 cho Trang Đông 149. Rồi chốt liền cho em mã số 3 đầm tơ 119.000. Rồi lên liền cho em mã số 3 đầm tơ 119. Lên liền cho em mã số 3 nha cả nhà nha. Mã số 3 119.000 dùm cho em. Mã 3 đi cả nhà, 119.000 đầm tơ. 52kg đổ lại em ok dùm cho em. Lên liền cho em mã số 3. Rồi số 3 em lên cho mấy chị nghe. Số 3 đầm tơ sang 119 nha mấy em ạ. Rồi lên liền cho em mã số 4. Số 4 size M dùm cho em. Lên liền cho em mã số 4 size M em tặng mấy chị 59.000. Số 3 cho Nguyễn Thị Diệu. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho em. Số 4 nha, số 4 size M. Chân váy rinh hàng Quảng Châu dùm cho em. Có đường bên sau em xây mấy chị 59.000. Số 4 59.000 qua giúp em ạ. Lên liền cho em mã số 4. Rồi chốt liền cho em mã số 5 89.000. Số 5 89.000 size M. Có cái set này bá trái nha mấy bạn. Số 4 59.000 cho chị Hoàng Oanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 5 dùng cho em 89.000 size M. Mã số 5 89.000 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 89.000 size M. Rồi chốt liền cho em mã số 6 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã số 6 79.000. Trời ơi, cái con này bán 79.000 này chốt lẹ mấy bạn. Lên liền cho em mã số 6 79.000. Số 5 là set đó chị Thiện Phương. Con này là 79.000 nha, size S. Lên liền cho em mã số số 6 79.000. Số 5 cho Bùi Thiện Phương 89.000. 6 Yên Dương 79.000. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em này. Mã số 7 nha. Mã số 7 này là của Hải đang cầm là size mấy chị 52kg nha. Em xem mấy chị con này 59.000 luôn. Cái này hàng có một con thôi nha. Rồi lên liền cho em mã set hoa nè mấy chị. Lên liền cho em mã set hoa, em xem mấy chị con này 39.000. Lên liền cho em mã set hoa 39.000 SM mang. Số 7 59.000 cho Mai Thảo. Rồi lên liền cho em mã set hoa nha, xem mấy chị 39.000. Rồi lên liền cho em mã dung dùng cho em nè. Dung này em sale cho cả nhà luôn 99.000 size M. Lên liền cho em mã dung 99.000 size M. Cái dung này là hàng tách ta dùng cho em nha mấy chịu nha. Đây là hàng tách ta nha mấy chịu nha. Đừng so sánh với cái hàng số hoa vàng 39.000 cho Mimi nha. Đặng. Nó là y như cái hàng mà nếu mà chị nào mà mình bán mà mình thích mặc hàng xịn hơn á nha mấy chị, mua đi hàng 350.000 nè. Nha mấy chịu nha, chuẩn cái hàng này luôn cho mấy chị luôn. Hàng tách ta nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dung, em xem mấy chị 99.000 size.
em mời dùng cho em. Lên liền cho em mã dung tóc ta 99.000 cây màu. Xin hoa hết rồi, bây giờ lên mã dung 99.000 màu đỏ đi ạ. Rồi cái này lên liền cho em hàng Quỳnh Phú dùng cho em. Lên liền cho em mã hàng Quỳnh Phú nha. Còn cho mình một con quần. Mấy chị nhìn dùng cho em quần nha, mấy chị hiểu nha. Xong rồi nó sẽ kèm cho mình một con áo nha. Nhớ bà nha. Rồi lên liền cho em cái mã set hồng. Em xem mấy chị set này 89.000. Lên liền cho em mã set hồng. Set hồng này là hàng của nhà Quỳnh Phú nha mấy chị hiểu nha. Quỳnh Phú dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã set hồng dùng cho em xem mấy chị 89.000. Set hồng hàng Quỳnh Phú. Set hồng 89.000 lên như vậy mà. Lên liền cho em mã set hồng 89.000 hàng Quỳnh Phú nha mấy bà nha. 55kg đổ lại men ok chạy luôn. Rồi lên liền cho em mã váy Quỳnh Phú. Set hồng chưa Hiền Huyền. Rồi lên liền cho em mã váy Quỳnh Phú luôn nha. Em xả luôn cho cả nhà con này 89.000 luôn. Lên liền cho em mã váy đen Quỳnh Phú bầu mang được này bầu nè. Lên liền cho em mã váy đen Quỳnh Phú xả 89.000. Rồi lên liền cho em mã váy nâu đầm body nâu dùng cho em xả luôn mấy chị 79.000 luôn. Size S. Lên liền cho em mã body nâu 79.000 size S. Váy đen Mỹ Hiệp. Rồi body nâu 79.000 size S dùng cho em. Em biết em còn thùng hàng này mà chưa có lấy ra like được cả nhà ơi. Áo công sở này 39.000 nè. Lên liền cho em mã áo trắng 39.000 nè. Hàng của Lino nè cả nhà. Body nâu Bùi Thị Ánh Phương. Thì luôn còn thùng này mà chưa có lên được cả nhà ơi. Lino nè. Nhà đài em lên em bán mấy chị 100.000 ba cái gì. Áo công sở cả nhà. Áo hàng Lino công sở. Rồi lên liền cho em mã váy tắp ta này xem mấy chị 89.000 xây mồ. Lên liền cho em mã váy tắp ta 89.000 xây mồ dùm chị. Rồi lên áo 39 lên mà áo 39 lên cho em đi. Rồi lên liền cho em mã váy tắp ta. Áo 39.000 chị Dung Nguyễn 334. Ở nhà ơi tắp ta xây mồ nha tặng 89.000. Lên liền cho em mã đầm tắp ta 89.000 xây. Em mồ dùm cho em xây mồ nha cả nhà. Rồi cái quần này là size S thôi mấy chị. Quần size S nha. Nhưng mà nó bị dơ một chút xíu là cái này bị giặt là ra nha. Ta kiếm ngọt. Cái này giặt là ra nha, do là nó bị đây nè. Nó bị lủng cái chỗ này nè, có cái lỗ ở đây nè, xong nó bị dơ ở đây thôi chứ nó không bị gì hết. 39.000. Lên liền cho em mã quần rinh 39.000. Quần rinh 39.000 size S. Lên liền cho em mã quần rinh 39.000 size S. Rồi em có tổng cộng là 3 con áo nè. 2 con áo nữ và 1 con áo nam thì nào lấy luôn nè, 39.000 đó. Quần jean là bao nhiêu là 39.000. Quần jean 39.000. Chị quần jean 39 lên mã quần jean 39.000 lên giúp em đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo 39.000. Chị nào chốt luôn 3 cái luôn đi. Có một con áo nam nha. Lên quần jean cho bao lâu miền Trung. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em nè. Chốt liền cho em cái mã này là mã áo dùng cho em ha. Em có 3 con mấy chị chốt đi. Chị nào uống lấy thì chốt luôn 3 con ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã quần đen dùng cho em. Chốt liền cho em mã quần đen dùng cho em. Cứ dùng cho em mã quần đen dùng cho em. Quần đen nha, em xem mấy chị 59.000. Lên liền cho em mã quần đen 59.000 cho chị nào chốt luôn 3 cái luôn nha. 3 cái, 1 cái 39.000. Quần đen 59.000 là chưa? Còn lên liền cho em mã áo 59.000. Lên liền cho em mã áo 59.000, con này nãy chốt còn không? Còn. Còn một đó. Rồi con này em còn được 2 con 59.000 này mấy chị. Áo 3 cái 39.000 cho Kim Ngọc. Rồi mỗi cái 39.000 hả chị nhỉ? Một cái 39.000 cả nhà. Rồi lên liền cho em mặc áo hồng. Khách mới mà càng sớm thổi lên với em đi ạ. Áo hồng nha 59.000. Rồi lên liền cho em mặc áo hồng 59.000. Áo hồng 59.000 đi vô luôn. Áo hồng 59.000 cho xíu xíu hết mẫu hồng ạ. Rồi lên liền cho em mã set dùm cho em chứ chứ nó có thể mang thứ này. Size S dùm cho em, xem mấy chị con set này 99.000. Lên liền cho em mã set nâu 99.000, cái này đẹp lắm á. Cái này xinh lắm, chân váy của nó là chân váy dạng như là chân váy kaki á. Chân váy kaki nha, áo của nó cũng phối nha. Cái set này đẹp lắm, chân váy có quần bên trong nha. 99.000 size S. Lên liền cho em mã size 99.000. Rồi lên liền cho em mã váy đen. Váy đen này chị nào mặc size mồ đổi lại nha. Váy đen này cũng đẹp. Váy đen này đẹp mấy bà ơi. Size nâu 99.000 cho xíu xíu.
cái váy đen này là mình mang nó sẽ có lên cổ như thế này nha mấy chị yêu nha. Đó, xong rồi đèn cho mình cái hộp ôm body. Con này lên đẹp lắm, cái cổ nó rất là đẹp nha. Em xem mấy chị con này luôn 119 nha. Lên liền cho em mã váy đen 119. Lên liền cho em mã váy đen dùng cho em 119 nha. Con này cái cổ nó lên đẹp lắm mất cả nhà. 119 nha. Chờ lấy chú em mã váy đen 119 dài cho mình nha. Dài cho mấy bà nha, 119 nha, có con thôi. Chi nhất một con đó. Đây 119 Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã đầm xanh 149 nha, size M. Rồi lên liền cho em mã váy tơ xanh 149 size M. Con này đẹp xuất sắc luôn. Thầy Nhật dùng cho em này. Bôn nha mấy chị yêu nha. Xả luôn cho mấy chị 149 nha, size M. Lên liền cho em mã đầm tơ xanh 149 size M dùm em. Con này mấy chị nào 60kg mang vừa cho Hải luôn nè. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã tơ xanh 149. Tơ xanh 149 lên giúp em ạ. Tơ xanh 149 mấy chị ơi, xem lo chấm mời tương tác chia sẻ lo lên giúp em tơ xanh cho mi mi đặng 149. Rồi cái này lên liền cho em mã set lining size S dùng cho em. Con này hai bên này là mình về mình sẽ đan dây nha. Đan dây vô nó sẽ không có hở đâu cả nhà. Xong rồi kèm cho mình một con quần nè. Vải của nó là vải lining nha. Size của em đang cầm là size S. Em xem mấy chị size này 89 ngàn. Hàng lining nha. Hàng lining mà còn hàng của NGN nè mấy chị nè. Mấy bà phải đi sỉ hàng trên 200 ngàn đó. Em xem mấy chị 89 ngàn. Size S thôi cả nhà nha. 52 cái đổ lại mình ok. Lên liền cho em mã set nâu hàng NGN em xem 89 ngàn. Quần đẹp nha. Quần nó y như cái quần Thái vậy đó. Rồi chốt liền. Lên mã set nâu 89 ngàn lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng dùm cho em hàng BTM nè. À, mẫu làm mưa làm gió đây cả nhà. Mấy chị nhớ cái đầm hồng này không mấy chị. Hàng BTM dùm cho em nha. Hàng BTM. Con này của khách buôn đó cả nhà. BTM dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy hồng em xem mấy chị 99 ngàn. Set nâu 89 ngàn cho bộ diện. Váy hồng 99 ngàn luôn. Lên liền cho em mã váy hồng hàng BTM dùm cho em. Bà nào bán là biết nhìn vô là biết hàng rồi. Trời trời, xuất sắc nữa rồi. Váy hồng 99 ngàn lên giúp em cho mi mi đặng. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy đen tắt tay dùm em sale 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy đen tắt tay dùm cho em. Váy đen tắt tay nha, sale 89 ngàn đó. Lên liền cho em mã váy đen tắt tay sale 89 ngàn. Rồi bộ vàng sale luôn 119 ngàn. Lên liền cho em mã bộ vàng size M 119 luôn. Không lỗ được, không lẽ cái bộ này luôn á. Lỗ tệ nhất phải là mấy chục ngàn, 5-60 ngàn cái bộ này nè. Nha. Cái xếp vàng này mấy chị. Xếp vàng này là quần ống bo này. Quần ống bo nha cả nhà nha. Quần là quần ống bo dùng cho. Hết rồi chị bồi Mỹ Duyên ơi. Size là size M nha. Size M nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã xếp vàng 119 ngàn. Cái dùng cho em mã xếp vàng size M nha. Áo của nó này mấy chị nè. Cái dùng cho em mã xếp vàng hàng 28. Hàng 28 cho mấy chị nha. 119 ngàn. Cái quần của nó đẹp lắm cả nha. Cái quần là quần ống bo dùng cho em nha. Chờ lấy cho em mã xếp vàng em xem mấy chị 119 ngàn. Xếp vàng 119 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã xếp vàng 119 ngàn. Lên liền cho em mã xếp vàng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm nâu size M hàng của nhà NT Closet nha, xem mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã đầm nâu size M hàng NT Closet mấy chị. NT Closet nha, hàng này lúc nào sỉ nó còn cao hơn cả hàng NGN luôn. Nha, cao hơn hàng NGN luôn cả nha. Xem mấy chị nốt luôn với giá là 99 ngàn size M đầm nâu. Đầm nâu nha mấy chị yêu nha, nó sẽ có tăng đơ cho mình. Cái vai nữa sẽ có tăng đơ cho mình ha, hàng NT Closet dùm chị. Cái con váy này vải đẹp lắm, vì mấy chị cầm lên mua nặng tay, ơ là nặng luôn. Đầm nâu nữa cho em 99 ngàn ạ. Khách mới mấy chị có anh chốt mã kèm số điện thoại lên giúp em mấy chị ơi. Đầm nâu 99 ngàn lên giúp em. Khách mới mã kèm số điện thoại đi cả nhà. Còn lên liền cho em mã dùng cho em đầm nâu xanh màu. Đầm nâu 9687. Áo 79 ngàn. Riêng em mã áo 79 ngàn dùng cho em. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã áo 79 ngàn. Ngồi đó có hàng xe gì còn cục không chị. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Chị cứ đi ra ngay cái sóng bên kia coi là nó có là rút qua trả luôn. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em. Áo 79 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 29 ngàn không. Ở ngồi chị. Ở ngồi cùng đi ra ở ngồi hả. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo 29 ngàn.
Em mấy mã áo 29 nè. Áo Nguyễn với Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn chọn thêm thì cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị ha. Cái mở em chị chốt đi chị nữa đi chị ạ. Ai chuyển khoản cho em 39 ngàn trời. Ai chốt được cái 39. Ai chốt được cái 39 chuyển khoản cho tôi 39 ngàn rồi mấy bà. Sẵn nha. Áo 29 với Kim Ngọc. Sẵn thiệt đó. Rồi lên liền cho em mã xét 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xét 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã xét 69 ngàn này cả nhà. Xét 69 ngàn chốt lẹ đi trời ơi. Thôi mà tôi bán cái này 69 ngàn xong mấy bà hành tôi xả hoài luôn á. Tôi xả mà tôi muốn đổ quạo luôn á là nghe. Quạo thiệt đó. Xét trắng 69 ngàn lên giúp em à cho bé nhỏ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em này. Rồi cái dùng cho em mã số 5. Mã số 5 này mấy chị nào mà eo 68 ha. 67, 68 dùng cho em xem mấy chị cái set này 89 ngàn. Quốc liền mấy bà ơi. Cái set này mấy bà đừng có để hụt nha. Cái set này đẹp lắm luôn đó. Hãy bán nhiều lắm luôn. Nó còn một set nữa. Nói chung là nhìn mà hãy sale mà còn một set là biết những cái set này là siêu đẹp rồi đó. Lo liền cho em mã set xanh dùng cho em. Set xanh nha. Set hãy mặc hết trơn rồi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã số xanh 89 ngàn mã số 5. Số xanh mã số 5 89 ngàn cho Hiền. Rồi lên liền cho em mã váy đen. Váy đen dùng cho em này. Váy đen dùng cho em mã xem mấy chị con này 119 ngàn. Váy đen đầm tắt tay nha 119. Lên liền cho em mã váy đen đầm tắt tay dùng cho em 119 ngàn. À những gì cũng được. Bùi Hiền Mỹ Phương. Cái đầm lúc chiều chị like 119 ngàn. Có em chốt mà. Lúc mà đăng hình nãy giờ mấy bà hỏi hoài luôn á. Mà lúc chị em còn cả nhà ơi. Nhưng mà ngày mai em mới tìm ra được. Nha. Yeah. Ủa đời luôn á là nghe. Váy đen 119 ngàn. Váy đen 119 lên giúp em đi ạ. Nó đẹp xuất sắc như vậy đó. Không có đăng hình lại bà không có. Không có hỏi á. Đăng hình khách hỏi nãy giờ luôn. Váy đen 119 giúp Mai Thảo. Còn á cả nhà. Lúc chị em like còn một hai cái đó. Nhưng mà không biết giờ. Ngày mai mới tìm ra được. Ngày mai mới lôi ra được. Rồi lên liền cho em mã xanh dùm cho em. Maxi xanh dùm cho em. Lên liền cho em mã maxi xanh sale 89 ngàn. Lên liền cho em mã maxi xanh 89 ngàn đẹp quá nghe. Con này mấy chị mặc này nó sẽ lên đây nè. Và cái hàng này em về được hàng sale nhưng mà hàng lộ 1 đó cả nha. Size M maxi xanh dùng cho em sale mấy chị 89 ngàn đẹp lắm nha. Hàng lộ 1 đó nghe. Lộ 1 cho mấy bà luôn. Lên liền cho em mã maxi xanh dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hả? Nó phù hợp với 6 sản phẩm mà chị gặp tiền bên em cứ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Còn chuyển luôn á. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em bấm ra đi. Bấm ra ngày mai đưa cho phải xem. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em. Váy đen xay mòn. Rồi lên liền cho em mã váy đen xay mòn. Xanh 89 vô Bùi Thị Thanh Phương. Nãy vậy mà em tưởng đó. Ai chốt của em cái 39 ngàn. Em cái đầm này sao ướm lên người thấy nó đẹp rồi. Cái đầm đen này đẹp quá mấy bà ơi mà có 69 ngàn đó nghe. Size M chốt đi hè. 69 ngàn size M ướm lên người thấy đẹp quá à. Cái này chắc chắc em mặc lên là mấy bà sẽ hỏi luôn á. Size M 69 ngàn. S và M. Con này em có S và M nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Đây nè. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã váy đen lên size S M 69 ngàn. Cái này là hàng ren luôn á. Nhưng mà hàng của nó là hàng KL Closet nè mấy bà. Hàng KL Closet nha. 69 ngàn đó. Đầm ren dùm cho em. Size S, size M dùm cho em. Lên liền cho em mã váy đen lên size S M. Trời ơi vải đẹp lắm luôn á bà chú ơi. Hàng KL Closet. Đen màu Nguyễn Thu Sương. Lên liền cho em mã váy đen lên size. Bộ hãy mặc hết rồi cả nhà ơi. Bộ hãy mặc hết rồi. Bộ hãy mặc hết cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này em có size S size M cho mình nè. 89 nè. Lên liền cho em mã set sơ mi cam dùm em ha. Ở lộn set chân váy cam dùm cho em. Set chân váy cam nha. 89 nè. Đây. Đẹp chưa mấy chị. Chân váy đẹp lắm. Kèm cho mình một con áo sơ mi. Nói chung là cái set này mấy chị mặc chung set cũng được ha. Còn không mình có thể tách riêng ra mang được luôn. Con này em có size S size M. Em thích cái chân váy luôn á cả nhà. Cái áo sơ mi của nó cũng bụi. Cái này mình sẽ mặc, mình sẽ có cái nút này. Nút mình sẽ dài lên nha. Đây này nó có nút này xong nó có quy cho mình nè. Đó liền cho em mã set cam. Size S, size M kèm size qua cả nhà.
Sách cam 89 ngàn lên size S1. Lên size nha, lên size. Sách cam mấy chị cầm size S1 lên cho mẹ, S cho Hiền Huyền. Rồi lên liền cho em mã váy nâu nè. Váy nâu này cho mấy chị nào mà eo 70 đổ lại dùm cho em thì 149 ngàn. Lên liền cho em mã váy nâu. Tao bực lên em đó. Rồi lên liền cho em mã váy nâu, váy nâu này. Sức cam xe mở phá lố miền Trung. Em mấy chị. Váy nâu này đẹp lắm. Cả nhà. Váy nâu xịn cho 149 ngàn. Cam xe cho Mimi Đặng. Con váy nâu này dành cho chị nào cũng bán tốt mà để dành bán tốt nha cả nhà. Tốt như mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em hết. Con này nó sẽ có. Cao lét cho Nguyễn Hằng. Có kho dễ nha mấy chị được nha. Bèo cho mình. Chị nói cho sự em sọc sọc. Em xin trả lời. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em cái mã này là mã váy nâu dùng cho em 149 ngàn lên size dùng em. Size S, áo lộn size cho mấy chị nào size S. Nhưng mà eo, eo 70 nha. Tại vì con này nó sẽ có kho giãn cho mình. Có kho giãn nha. Rồi lấy chút em mã váy nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu đi cả nhà. 149 ngàn dùng cho em. Con này đẹp lắm á cả nhà ơi. Bộ áo này lúc nãy còn một con nữa chút. Áo này 59 ngàn một con, cả nhà còn một con. Áo này còn một con này mấy bà, có 59 ngàn thôi, còn con cuối cùng. Con cuối cùng thôi, sét cam còn size gì không? Sét cam em còn một sét size M chị Phát Nguyễn ơi. Sét cam còn một con size M. Chị lấy sét cam M lên, mà sét cam M với em chị hả? Chị lấy cam M, chút cam M. Và đây váy rinh này mấy bà ơi, váy rinh này bao nhiêu quân rồi? Váy rinh 89 ngàn. Lâu liền cho em ở váy rinh 89 ngàn còn con. Váy rinh 89 ngàn. Không, màu tối là cái áo. Sức cam xe mờ. Váy rinh đây mấy bà ơi, lúc tối anh cam xe mờ cho Phát Nguyễn. Bây giờ bán 89 ngàn nhưng mà không nhớ là bán 99 ngàn hay là 89 ngàn thật luôn. Rồi lên liền cho em mãi dùm cho em. Váy rinh 89 ngàn lên trần 813. Thiệt là không nhớ lại bao nhiêu luôn á. Rồi nãy chị nào hụt này 119 ngàn váy xanh liền đi. Rồi lên liền cho em mã váy xanh 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy xanh 119 ngàn. Chị nào bán sốt em nói thật luôn á. Mấy bà cứ thử lấy con váy xanh này về đi. Không đẹp thì gì em cũng chịu mấy bà luôn. Nha. Đẹp không? Váy xanh 119 ngàn. Bạn nào bán thì lấy mấy cái hàng này cho em. Nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 119 ngàn. Vì sao em sale mà nó 119 ngàn mới là phải thừa biết đó là hàng đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 119 ngàn có 2 con. Váy xanh dùng cho em. Váy nâu này là 149 ngàn. Váy nâu 149. Chờ lấy chúng em mã váy nâu 149. Váy xanh 119 cho Tim May. Váy xanh 119 cho Nam Trần Nhật. Lên liền cho em mã váy nâu. Rồi cái này lên liền cho em màu hồng, cái màu hồng đó nha. Rồi lên liền cho em mã váy hồng. Váy hồng nha cả nhà nha. Váy hồng 52 cái đũa đặt em ok dùm cho em 119 ngàn. Rồi mấy bà bán mà kia mấy bà biết mà em cầm một con đầm mà nhiều lúc. Sáng nay mặc hết nha. Rồi chị Lê Thị Hồng Vân ơi. Đây mấy chị nè. Em like 119 ngàn mấy chị phải biết quá là được luôn rồi. Đầm nâu 149 ngàn. Đầm nâu 149 ngàn. Đầm nâu 149 cho Ngọc Trần 691. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã váy hồng. Váy hồng dùng cho em 119 ngàn. Sao em mặc hết trơn rồi cả nhà ơi. Không còn cái nào hết. À cho Hải Trinh dùng cho em cái chồng áo dài vô. Rồi em hiện còn đang theo mong Hải theo. Hãy xe áo dạ này nó chỉ còn ít thôi. Mỗi mã nó còn ít thôi nên là sale nha. Hết rồi chị Thủy Như Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã váy xanh 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy xanh 89 ngàn. Mấy chị đợi xíu nha. Lên áo dạ nha bà nha. Sale cho mấy chị nhưng mà mỗi mã nó chỉ còn 2-3 con thôi. Sale nốt nên chị nào ưng lấy thì chốt lại ha. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùm cho em. Váy xanh dùm cho em. Đưa đi cho em. Để đó đi con đó, để đó đi khui được xong rồi dịch em một cái sao còn khui được. Con liền cho em mã dùng cho em. Chú liền cho em mã dùng cho em mã váy xanh.
với son 89 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy bạn. Áo dạ 100 size L. Với son cho Linh Nguyễn 89 ngàn, với son cho Đoàn Hạ 89 ngàn. Cái này còn một con size L nè. 159 ngàn chốt lại nha. Chị nào mà mình vừa size size L là mấy chị 58 cái đổ lại nên ok dùng cho em. Nếu mà mình vừa thì mình phải chốt liền nha, tại vì cái này em chỉ còn thật sự, ví dụ như con này em còn một con size L nè. Mà con size L em xem mới chị 159. Linh nha. Nguyễn ơi, chọn thêm thì cộp với em 200 mà sản phẩm đi rồi chốt tiếp gì nhỉ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em cái mã này là mã với áo dạ size L 159 ngàn một con thôi cả nha. Một con nha mới chịu nha. Cứ dùng cho em mã dùng cho em, size L dùng cho em. Rồi con này size size S với size M dùng cho em 159 nha. Áo dạ size L đi cả nhà, 159 ngàn. Đây mấy chị, hàng này là em like là 179 ngàn nha, 179 đó. Bây giờ nó còn là S-size với lại nó còn ít nha. Con này em còn được 3 con S và M dùng cho em. Lên liền cho em mã số 50 dùng cho em. Mã 50 lên size dùng em ha, size S với size M dùng cho em 159 ngàn. Trong tầm đó được. Lên liền cho em mã 50. 50 lên size dùm em. Ô, con này mờ mặt rộng rồi mấy bạn ơi. Rồi lên liền cho em mã 50 dùm cho em nè. Đẹp chưa? 159 ngàn hàng Quảng Châu mấy chị mặc vô phôm nó đúng lắm cả nhà. Lót cho mình nè. Nhìn nút dùm cho em nha mấy chị nha. 159 ngàn con này em mặc mờ nó bị rộng nha. Em mà em lại mặc S nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em mã mấy nha? 50. Mã 50 dùm cho em. Chốt liền cho em mã 50 159 ngàn thôi. Thề luôn á trời. Bằng một con áo dạ mà em bán là bằng một con áo phong ngày hè mấy bà mua đó. Đây hàng lót dùng cho em nè. Hàng Quảng Châu dùng cho em nè. Quảng Châu nha. Em có được size S và size M. Được hai con S và một con M em xem mấy chị 159 ngàn. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy bà nha. 159 ngàn. Rẻ mà đẹp lắm luôn á. Nãy em tính lên đầu like mà em quên cả nhà ơi. Giờ em mới lên cho mấy chị. Chờ nãy thì chốt liền cho 50 kèm xe S mà 159 lên chứ em bây giờ 159 ngàn một con áo khách dạ rẻ 50 50 S cho lên tròn 059 159 ngàn 159 ngàn đó mấy bà ché ơi. Nó rẻ ơi là rẻ luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã áo dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã áo len nha. Áo len em xe cho cả nhà luôn. Chốt liền cho em mã len dùng cho em. Xe mấy chị con này 59 ngàn. Chốt liền cho em mã áo len 59 ngàn. Dục cho hai con cargo. Cái cục đen nó là cái gì? Dục có cục đen nó luôn. À đen đạp phía sau lên. Đen đạp phía sau là cái này. Kiều Vân kết mới mã kèm sơn thoại lên giúp em đi chị ơi. Huỳnh Mai lấy mã nào chị ạ? Chị lên đúng mã cho em mấy chị ha. Lên 59 rồi. Lên 59 cho Nam Trần Nhật. Đen đà cái nào em mua nãy giờ chắc trên đó có cái nào đen đà đâu em. Rồi lên liền. Là chị Kiều Vân chị lấy mã 50 đúng không ạ? Hay là chị lấy cái mã trước chị ơi? Ở trước là size L mà. Ồ bà thôi 50 nó cũng hết size S luôn rồi trời, chỉ còn size M thôi. Đi rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cái set nè mấy bà nha. 50 nữa chỉ còn xe mờ thôi chị Kiều Vân ơi. Rồi một con áo cho mình nè. Nha mấy chị ơi nha. Một con áo mấy chị nhìn dùng cho em. Đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Kèm cho mình một con chân quái nè. Xinh lắm, cái set này xinh lắm nha mấy chị yêu nha. Em sale cho mấy chị set này 129 nha. 129 nha mấy chị yêu nha. Con này cho mấy chị nào mà 58 kg đổ lại mấy ok dùng cho em. Em nói thiệt luôn, con chân quái rất là đẹp nha. Chân quái này mấy chị nè. Kèm cho mấy chị một con áo. Em bán sale mấy chị cái set này 129 nha. Mấy chị cứ thử đi, con áo này mấy chị đi mua bao nhiêu rồi nha. Lên liền cho em mã set 129. Chị nào lên trước thì có trước dùng cho em. Lên liền cho em mã set 129. Chốt liền cho em mã set dùm cho em 129 ngàn. Lên liền cho em mã set 129 cho Mimi rằng. Lên liền cho em mã set 129 em có được có vài số 129 Yolo.
Lá liền cho em mã test 129. 129.000 lấy liền đi cả nhà, đẹp lắm đó. Cái áo của nó, cái quạt nó là cấp riêng cho mình đó. Rồi váy tầng size M 149. Xin mời chị Thu Hiền Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã váy tầng size M 149 nha, đẹp chưa? Trời ơi, mê ly cho mấy bà ơi, cái này đi Đà Lạt kìa. Đi chụp hình số mảo kìa. 149.000 size M. Xin mời chị Vân Vy. Rồi lên liền cho em mã váy 149.000 size M dùm cho em. Con này 55kg đổ lại nha. Rồi lên liền cho em mã váy 149.000 size M, nghe chưa, đẹp quá. Xem mọi giúp em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em. Váy nha cả nhà nha, 149.000 size M, đầm tầng cho mình. Tầng nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã váy 149.000 size M. Size M nha cả nhà nha. M dùng cho em. Lên liền cho em mã váy tầng 149.000 size M dùng cho em. Rồi em có cho mình con này là con áo khoác. Giờ lên liền cho em mã váy 149 size M. Rồi lên liền cho em mã váy 149 size M lên cho em ạ. Con này em có được mấy con đâu cả nha, được 4 con. 4 con nha, em xe nốt cho mấy chị 129.000 nha, chờ lấy chút em mã 129. Lên liền cho em mã 129. Thấy nó rẻ quá, ở nhà ơi sao cái em không có tên hàng được đây nha. 129.000 bình thường mới bằng. Con áo khoác thôi bán. Quá trời luôn. Bất giảm ơi chứ như Hiền Hiền. Em suy nghĩ cái lại tên đang tính thuộc lại không bán. Cho liền cho em áo khoác 129.000 hay lớn. Chị Nguyệt Dung mã kèm số điện thoại lên giúp em mới chị ơi, gì lên đúng mã khoác 129 giúp em ạ. Cho liền cho em áo khoác 129. Rồi lên liền cho em màu reo dùm cho em. 159.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã khoác reo 159. Lên liền cho em mã khoác caro đi cả nhà ơi, lên đúng mã đi cả nhà. Nhung vỏ rồi lấy khoác 129 hay sao ạ? Con này đẹp chưa? Con này nút to lắm luôn. Nha mấy bà nha, con này mang lên đẹp lắm luôn. Lên liền cho em mã dùm cho em. Cái dùm cho em cái mã này là mã khoác dài. Khoác 129 cho Nguyệt Dung. Khoác reo dùm cho em nha, 159.000. Khóa mở với nhung vỏ. Chị nào lên khoác dạy, lên khoác dạy cho đúng dùng cho em. Chị lên đúng mã giúp em ạ. Dạ reo. Lên liền cho em ở khoác reo dùng cho em 149.000. Nhưng mà cái này chị nhặt lên chị lấy khoác nào chị ạ? Lên liền cho em ở reo. Lên liền cho em ở reo dùng cho em. Reo nha cả nhà nha, 159.000 sai hết không? Bất giả 129 cho Nhật Linh. Rồi lên liền cho em mã reo dùng cho em. Cái dùng cho em mã reo nha cả nhà nha. Reo dùng cho em. Reo 149.000. 159. 159.000 Khoác dạ lúc nãy 129 hả cả nhà, khoác dạ đó mấy chị 60kg mang vừa cho em, tại vì phô của nó là phô resize cả nhà. Rồi lên liền cho em ở váy nâu dùm cho em. Váy nâu 149. Reo 159 cho chị Nam Trần Nhật. Rồi lên liền cho em ở váy nâu dùm cho em. Váy nâu 149.000 đầm body nâu dùm cho em. Lên liền cho em ở body nâu. Body nâu này thì co giãn nha, nó là chị nào mà mặc được cho em là mấy chị eo 70 rồi mấy chị vô dùm nha. Lên liền cho em mã đầm nâu dùng cho em nè, 149.000, trả lấy nâu ghi nâu 149. Lên liền cho em mã nâu dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Ai? Rồi, lên liền cho em mã đầm nâu. Nâu 149 nha đặng. Lên liền cho em mã body nâu. Phúc giả đó hết rồi chị Thu Nguyễn Thị ơi. Cái màu be 4 phút còn cho chạy cái màu be, màu be còn đúng không? Nãy còn màu be không? Ừ. Màu be còn được 2 con. Màu be này là 2 con size M nè. 2 con size M nha, cái này màu nâu. Màu nâu nha, size M dùng cho em.
Size M nha cả nhà nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em màu nâu size M nè. Nâu M dùng cho em 250 alo 159 nha. 159 nha, giờ lấy thì chốt lại. Ai chốt đây nha, đẹp chưa không? Lấy liền cho em size M 55kg còn được hai con cuối cùng đó. Cái này em về nó cũng hết rồi cả nhà. Chào lấy chốt liền cho 159 nha. 159 ngàn thì sẽ có túi cho mình. Có túi nha, chào lấy chốt liền cho em mã nâu 10. Nâu 10 159 Huyền Huyền. Rồi trắng sữa size L. Rồi lấy liền cho em mã trắng sữa size L 159. Rồi lấy liền cho em mã trắng sữa size L còn một con luôn 159 ngàn. Lên liền cho em mã trắng sữa size L 159 hết rồi cả nhà ơi. Trắng sữa size L dùng cho em. Lên liền cho em mã trắng sữa size L nha mấy chị nha. Trắng sữa size L dùng cho Hải. Lên liền cho em mã trắng sữa size L. Nâu size M 159 nha chị Môn Linh Kha. Rồi lên liền cho em mã trắng sữa size L 159 nha. Trắng sữa size L 159. Trắng sữa lấy cho em size L 159 nha. Cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Rồi khoác này có được 2 con. Khoác này 2 con 89 ngàn. Lên liền cho em mở khoác 89 ngàn có 2 con thôi. 2 con nha, chờ lấy khoác đi khoác 89 ngàn dùm cho em nè. Chốt liền cho em mở khoác 89 ngàn 2 con thôi cả nhà. 2 con duy nhất nha, hết sạch rồi đó. 89 ngàn là quá rẻ luôn. Quá là rẻ luôn chứ không phải là rẻ bình thường nha. Tại vì em lai đắt rồi cả nhà ơi. Em nhập rất là đắt luôn rồi á. Em xem mấy chị 89 ngàn có 2 con thôi. Áo khoác kaki màu đen 89 ngàn chất lại đi hết. Phát ứng chính như Huyền Huyền. Rồi lên liền. Phát ứng chính như Bùi Thị Thanh Phương. Áo Huỳnh Phú xinh chưa? Lên liền cho em mặc áo Huỳnh Phú có cái lót cho mình luôn nè. Tặng mấy chị luôn 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mặc áo dùng cho em. Áo nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mặc áo nè. 59 ngàn dễ thương chưa, có lót bên trong nha. Đẹp quá. Cái này nó sẽ có tay đó. Cái tay là tay này nè. Áo 59 ngàn. Áo 59 ngàn cho mấy cái diệu. Rồi lên liền cho em mã sơ mi tơ dùng cho em 59 ngàn. Lên liền cho em mã sơ mi tơ 59 ngàn có lót bên trong. Rồi lên liền cho em mã sơ mi 59 ngàn. Vải đẹp chưa mấy chị này. Hàng Quỳnh Phú nha. Hàng Quỳnh Phú nên là mấy chị yên tâm. Lên liền cho em mã sơ mi trắng dùng cho em có lót nè. Lên liền cho em mã sơ mi trắng 59 ngàn hàng Quỳnh Phú. Sơ mi trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã sơ mi trắng có 2 con cả nhà. Lên liền cho em mã sơ mi trắng 59 ngàn có lót nha. Khách mới mã kèm sơn thở là giúp em chị nào lấy sơ mi trắng là mã sơ mi trắng 59 ngàn giúp em cho khỏi bị nhầm. Rồi lên liền cho em mã này là mã set dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set, nó sẽ có khóa kéo cho mình. Chị Thiên Kim ở đơn hàng vừa rồi em gửi về địa chỉ cũ cho mình luôn rồi chị nhá, em gửi về em chị không mai nghe máy chị ạ. Rồi cái này mấy chị ơi kìa về gà dùm em. Sơ mi trắng cho Thiên Kim. Rồi cái này lên liền cho em mã quần dùng cho em. Áo lộn xếp trắng. Xếp nha, xếp này em xem mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã xếp 99 ngàn một xếp thôi. Xả nốt mấy chị luôn đang tính là 129 ngàn đó. Một xếp thôi xe luôn 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã áo 59 cho Trần Hảo. Sơ mi trắng cho Trần Hảo. Rồi lên liền cho em mã áo nâu nè. Rồi lên liền cho em mã áo nâu nè. Xả luôn cả nhà 59 ngàn. Lên liền cho em một đơn em mới gửi hôm qua đó chị ơi. Còn đơn trước là mình lấy Facebook là Ngô Cẩm Hà mình mua. Còn đơn này mình lấy Facebook là Thiên Kim chị ạ. Em mới đi hôm qua chị ạ. Cái gì? Xếp trắng với Bùi Thị Anh Phương. Áo nâu nha. Áo nâu 59 ngàn. Áo nâu ngơ đặng. Rồi lên liền cho em mã váy tơ dùng cho em này, hàng nhà Minh nha. Con này nó sẽ có cái váy bên trong với lót bên trong cho mình luôn. Một cái của nó là hai nút đó cả nhà ơi.
chị. Đẹp chưa? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã set váy tơ 2 muốn dùng cho em. Nó sẽ có áo lót bên trong cho mình. Cái này em xem với chị 99 ngàn. Con này chị nào bầu mang được. Lên liền cho em mã váy đen 99 ngàn. Lên liền cho em mã váy đen 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã váy đen 99 ngàn. Cái này có size M không nè? M không đúng không? M. Rồi lên liền cho em mã số 5 size M dùng cho em 159 ngàn. Lên liền cho em mã số 5 size M 119 nè. 159. À 159. Rồi lên liền cho em mã số 5 159 size M. Lấy đen cho Hoàng Hà 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 5 159 ngàn nha. Hãy đọc nhầm chị lên lại dùm đi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mã số 5 159 size M dùm cho em. Số 5 cho Trang Đông. Chị Trang Đông chọn tên thì cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp gì hả? Số 5 rồi nhưng em Quỳnh Thu có nói mã kèm số điện thoại ạ. Quỳnh Thu có nói mã kèm số điện thoại với em gì ạ? Rồi lên liền cho em mã số 6 này 149 ngàn size S. Có xếp không mấy chị? Xếp dài dùm cho em này. Rồi lên liền cho em mã số 6. Rồi lên liền cho em mã số 6. Số 5 cho Phạm Oanh. Rồi lên liền cho em mã số 6. Số 6 dùng cho em size S thôi nha. 149 ngàn xếp dạ dùng cho em. Xếp dạ nha cả nhà nha. Kèm cho mình một con áo nè. Áo với lại chân váy luôn. 149 ngàn xếp dạ hàng 2 lớp. 2 lớp nha. Giờ lấy cho em mã xếp dạ size S. Thánh lẽ chị vẫn cọc với em 200 để chọn thêm chị ha. Số 6 xếp dạ 149 lấy cho em cho giao nho. Rồi con này em có một con thôi cả nhà. Em xe cả nhà luôn nốt 100. Tặng với chị 129 ngàn. Chị nào lấy không nè. Xích gấu dùm cho em 129. Em like là hàng 149 ngàn nha. Em với chị em tặng với chị 129 ngàn. Tại vì cái hàng này là hàng đông mất cả nhà. Nhập nó đắt lắm cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em 129 ngàn. Bây giờ mấy bạn đi sỉ đi mua lẻ con này 300 mấy ngàn không á. Nha. Lên liền cho em mã xếp sọc dùm cho em 129 ngàn. Xếp sọc dùm cho em 129. Mà 2 xếp nè trời. Xếp sọc 129 lên cho em gì ạ? Và 79 ngàn nè. Một con áo nè. Ê cái này bà dịu không rồi. Ờ xếp gấu. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Một con đầm body nè nha. Kèm cho mình một con áo khoác này mà bán có 79 ngàn nó là không đủ đơn chú buồn. Ừ nha. Sao mà hai chín mốm Nguyễn thôi mấy chị mặc bao đèn nó lên đây nè. Sao mà kèm cho mình một con áo khoác này cổ vét tay dài này, bán 79 ngàn cái bà không đủ đơn buồn rùa rùa luôn á khách nghe. Quá là buồn luôn đấy. Bán rẻ mà khách không có đủ đơn. Cái liền cho em mã dùng cho em 79 ngàn. Một con đầm body kìa cho mình một con áo khoác phép. Rồi chốt liền cho em mã này là mã trắng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã áo 79 ngàn. Em xe con này 79 ngàn nha. Tại vì hàng này hàng 140 rồi. Số mấy vậy cho Nguyễn Hằng. Rồi lên liền cho em. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em khách lễ cọc 200 nha mọi người nha. Cọc 50, cọc 50 cọc thêm đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã áo 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy size S 149 ngàn. Lên liền cho em mã váy size S 149. Cái dùm cho em mã váy size S 149 dùm cho em. 149 ngàn size S. Chờ lấy áo đi áo, áo len 79 ngàn đẹp lắm cả nhà. Áo đó là hàng gần 100 mấy, 160 á. Rồi lên liền cho em mã váy tầng size S dùm cho em. 149 ngàn dùng ghi 149 nha cả nhà nha. Bà nào lấy váy tầng ghi váy tầng 149 dùng cho. Váy tầng dùng cho ai 149 ngàn size S có con này. Xem với chị luôn 149. Ừ 50. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo phong dùng cho em. Lên liền cho em mã áo phong dùng cho em ha. Áo phong dùng cho em 59 ngàn.
lên liền cho em mặc áo phông 59.000. Đằng xe S149 cho Teresa. Rồi lên liền cho em mặc áo phông 59.000 dùm cho. Cứ dùm cho em mặc áo phông 59.000. Rồi lên liền cho em mặc áo ren dùm cho em nè. Áo ren này em tặng với chị 69.000. Lên liền cho em mặc áo ren 69.000. Áo ren 69.000. Áo phông. Áo ren. Chứ gì em cũng có hết trơn cả nhà ơi. Áo phông 59, áo ren 69 lên giúp em gì ạ? Lên liền cho em mặc áo ren 69, áo phông 59. Rồi lên liền cho em mặc xếp dạ 149.000 màu hồng. Lên liền cho em mặc xếp dạ 149.000 dùm cho em. Lên liền cho em mặc xếp dạ 149. Xem like chấm mời tương tác chia sẻ like lên giúp em đó mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mặc xếp dạ dùm cho em 149.000. Ôi mấy chị ơi, mỗi chân quá. Rồi lên liền cho em mặc dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã xếp hồng 149.000. Con này nó sẽ có khóa kéo bên hông cho mình ha. Đây là mấy chị mặc size S, size M, size L mang ok luôn. 149.000. Rồi lấy chút em mã xếp hồng nút này. Nút như mấy bà nha. Đẹp chưa? Hồng 149. Cái dùm cho em mã hồng dùm cho em 149.000. Xếp dạ hồng 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã xếp dạ hồng 149 đi cả nhà. Ái chào quá đó. Ai một phép rồi lên liền cho em 169.000 sai cho mấy chị nào mà 65kg ok luôn cho em luôn. Con này em có hàng để like đó mấy bà ơi, sao mấy bà không nghe máy cái đang theo đá ở ghế biết sao đây, mình không có cái nào đen theo đá luôn. À cái đó là cái áo khoác len đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã set 169.000. Set dạ 149.000. Rồi lên liền cho em mã set thể thao 169.000 dùng cho em. Chút nga và luôn nhớ bài nha. Quần là quần này mấy chị. Nhìn cái quần là biết form hàng Quảng Châu rồi nha. Cái hàng lên cả nha. Đó là cái form quần nó rất là nhỏ nha. Ở đây mấy chị nhìn cái form quần này to cho mấy chị ha. Size của Hải đang cầm là size cho mấy chị 65kg mang vừa luôn, 169.000 một set duy nhất nha. Chờ lấy chốt liền em mã set 169. Cái dùng kem mã set 169.000 đi mấy bạn. 169 nha, chờ lấy chốt liền kem mã set được liền. Cái dục hàng của cô làm gì, chờ dục hàng nữa đi. Dục hàng nữa. Rồi lên liền kem mã dùng kem. Cái dùng kem mã. Rồi chốt liền cho em mặc áo khoác 139.000. Lên liền cho em mặc khoác 139 nè. Lên liền cho em mặc khoác 139.000 dùm cho em. Lên liền cho em mặc khoác 139. Chị nào mà chọn trên 4 sản phẩm nha mấy chị nha, 3-4 sản phẩm nè, bên cọc. Rồi lên liền cho em mặc khoác dùm cho em. Chốt liền cho em mặc khoác nè mấy bạn. Khoác nha, 139.000. Chốt em mặc khoác 139. Khoác 139. Rồi lên liền cho em mã xích dạ nâu dùm cho em 149.000. Con này mấy chị mặc S, mặc M, mặc L đều được hết luôn. S, M, L mang ok nha. Lên liền cho em mã này là mã xích nâu 149.000 xích dạ nâu. Xích dạ hồng 149 cho Phúc Hạnh. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã xếp dạ nâu. Xếp 169 lên giúp em. Xếp dạ nâu 149. Xếp mới chốt bình thường thì Linh Kiều Nhi á. Nhưng mà bên em chốt nhiều thì phải cầu cho bên em thôi. Rồi lên liền cho em mã xếp dạ nâu 149.000. Xếp 169 luôn mà cho chị Nhi Nguyễn. Linh Kiều Nhi thích mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi chị ơi. Lên một khoác mà 139 mã kèm số điện thoại lên giúp em chị ha. 169.000 chốt cho. Dạ. Ôi mà mũi thôi trời. Rồi lên liền cho em mã quần ống sung. Chị Linh Nguyễn 200. 156. Ủa anh có nhiều bà không cọc, không bóc cọc thì cách này cọc hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã quần ống sung. Dạ nâu rồi. Dạ nâu anh chú đi. Cái này có một xét.
đi ngủ mà. Dạ đâu, 1 4 9 cho cái Thiên Nguyễn 2 xin. Còn rồi lên liền cho em khoác 139 còn. Rồi lên liền cho em mã quần nè. Em xem mấy chị cái quần này 89 nè. Rồi cái quần này là chắc của nó dài lắm. Xếp hồi 69 em hết rồi. Quần ok chị Đinh Kiều nha. Có 139 cho Đinh Kiều Nhi. Chị ơi, chị chắc Yến Nguyễn ra hàng đẹp lắm luôn á. Có mấy cái số 169 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã áo này. Xem mấy chị con áo này 59 ngàn. Quần 89 ngàn. Quần 89 cho Ngô Linh. Rồi lên liền cho em mã áo 59 ngàn. Áo 59 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo 59 ngàn. Cái này em xả hàng lẻ á chị. Em xả hàng lẻ nên là trong cái cục này nó có lẻ nè. Mấy chị thấy không? Nên là em bóc cái gì em la cái đó. Lẻ tè le luôn mấy bà ơi, lẻ. Lẻ nên mới sale giá này á. Rồi lên liền cho em mã váy size M nè. Lên liền cho em mã váy size M 89 nè. Cô của bà nào đây? Múc liền. Áo 59 ngàn lên giúp em cho chị Nguyễn Thị Diệu. Rồi lên liền cho em mã váy 89 ngàn size M. Cô của chế nào đây? Mấy con váy này mặc đi ăn cưới nè. Lên liền cho em mã váy 89 ngàn size M hàng KL Closet. Lên liền cho em mã nâu M 89 ngàn lúc tối chanh nhau nè. Lên liền cho em mã váy nâu xay M đầm tắt ta luôn 89 ngàn. Em mấy chị nè, cái lô cao lờ lô xét này hàng đẹp lắm ấy. Váy trắng 89 cho Mimi đặn. Lên liền cho em mã váy nâu 89 ngàn xay M. Váy nâu 89 ngàn xay M. Mà của như em mấy chị quan trọng, mấy chị ơi nhìn cái mẫu mình có thích hay không nha. Thích thì mình phải bấm lên liền nha bà nha. Còn nói về chắc em ba cho mấy chị hàng lộ 1 á. Nha vì bà cầm chắc đi, với lại em like như thế này mấy chị thừa biết chắc mà. Nha, đường kim mũi chỉ này mấy chị nè. Váy nè. Này là em tháo trong bao em ra em like luôn á nha. Em chưa có ủi, chưa có là gì hết trơn á. Váy nâu vô đoàn hạ. Rồi lên liền cho em mã váy đen size S nè. Váy đen size S nha. Lên liền cho em mã váy đen size S 89 ngàn luôn nè. Mấy chị thấy không? Đây nha mấy chị hiểu nha. Nhà em là tại vì em like hàng sale á, nó lại không có ủi là gì trước đâu cả nhà, với lại giá rất là rẻ luôn rồi nghe bà nha. Mình nhiều lúc mình nhìn trên like nó không đẹp đâu, nhưng mà về nhà cầm lên hàng đi cả nhà, có tăng đôi cho mình luôn nè. Đen 89 ngàn size S. Tới liền cho em mã váy đen 89 ngàn size S. Quần 139 ngàn nè. Quần 139 ngàn sale luôn cho mấy chị luôn, có giá là 99 ngàn. Đen 89 của chị Linh Phương. Rồi lá liền cho em mã quần 99 ngàn. Cái này quần này mà không ai chốt em lấy mặt luôn á cả nhà nha. Em mà chùm mặt, mùa này là em mặc mấy cái quần này không mà nha. Mặc với lại áo dày tay cũng đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mặc với lại mấy con áo hoodie rồi rất tốt cũng đẹp lắm. Lên liền cho em mã quần nâu 65kg đổ lại men ok em sale 99 ngàn. Quần nâu 99 ngàn. Quần 99 cho chị Ảnh Mai. Nó có cái bầm ủi dưới chân. Sợ quá mấy bà ơi. Thế mũi, mũi chết bị à. Sốt sốt huyết đó mấy chế nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm xanh size S nè. Dùm xanh size S xem mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã dùm xanh size S 99 ngàn. Lên liền cho em mã dùm xanh dùm cho em. Dùm xanh vải lây nền dùm cho em 99 ngàn size S. Cho em mã dùm xanh 99 ngàn. Hãy mặc à, đầm nhãi mặc đi ăn cưới ai cũng hỏi mua mấy trăm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Tiết kiệm đúng không mấy bạn? Tiết kiệm đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã xếp đen dùng cho em này 89 ngàn. Lên liền cho em mã xếp đen 89 ngàn. Xếp đen dùng cho em nha mấy chị yêu nha. 89 ngàn dùng cho em này. Xếp đen này lúc chị em like cho mấy chị hai cái xếp màu xanh đó. Còn này là xếp đen. Cổ nó là cổ sơ mi này. Cổ sơ mi nha. Giờ lấy xếp đen đi, xếp đen 89 ngàn nữa. Rồi cái này ưu tiên cho chị nào bầu này. Bầu mang cho nó đẹp. Vào để dành Tết mang cũng được. Size M. Hoa tơ size M dùng cho em. Mở cửa chị. Rồi lên liền cho em mã hoa tơ. Xin thêm kim, thêm kim. Đây nè mấy chị nè. Hoa tơ size M nha. Xe cho mấy chị con này 99 ngàn. Chờ lấy con này đi. Ưu tiên cho chị nào bầu nha. Bầu mang đi. Để dành mang Tết đi. Tại nhà đẹp lắm á. Có hai con coi. 99 ngàn. Xinh lắm, hàng nhà Minh luôn đó. Cái hoa của nó nhìn được chưa?
nó lan lan nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã đầm hoa hàng nhà Minh nè mấy chị này. Hàng xịn đó cả nhà, không phải là hàng thường đâu, nó thật luôn. Lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em 99 ngàn. Chút liền cho em mã hoa 99 ngàn. Lên liền cho em mã tơ hoa 99 ngàn. Hoa tơ 99 ngàn cho chị à. Ok, đến kia, đến kia mà. Hoa tơ cho Nguyễn Thị Diệu. Chị Nguyễn Thị Diệu ơi. Hoa tơ 89. Hoa tơ 99. Chị Nguyễn Thị Diệu ơi, khách mới chọn thêm thì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị á. Rồi, lên liền cho em mã xách lên nhìn đen dùng cho em nè. Xách lên nhìn đen em xem mấy chị mất 99 ngàn luôn. Hôm nay em bán cái gì nó cũng rẻ trơn cả nhà ơi. Nha. Cái bà nhìn em bán 99 ngàn, mấy bà đừng có tưởng em là cái hàng mà kiểu như là hàng mà kiểu như là hàng người ta bán kia hàng xưởng đâu nha. Hàng của em mấy chị nhìn tát mấy em like à, toàn là những cái hàng mà mấy bà đi vô số mấy bà mua mấy trăm ngàn không đó nha. Xếp đen lên mình dùng cho em 99 ngàn, mấy chị sẽ rút da hai eo vô nha. Đây nè, con này mấy chị mang ra sau đó rút dây nè nha, chèo lấy chốt liền dùng cho em. Cái này em để trong bọc nó hơi bị rét nhưng mà nó không có sao cả nha, màu đen nó không có bị gì hết. Đây mình đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã váy xanh em xe luôn mấy chị 99 ngàn luôn. Váy xanh hàng nhà Minh. Cái này như mấy chị yêu nha. Lên mà, đen cho chị Móm Nguyễn. Lúc mà mấy hồi mà mới vừa like á, mà hàng hot á, cái sau không có nhập được cái nhà này nè mấy chị, đi lên hàng lên á. Hàng lên là cái đặng của nó sẽ liền vô luôn. Liền vô thì mấy chị lên giá nó sẽ không đẹp nha. Liền vô thì mình lên giá nó sẽ không có đẹp bằng cái con mà nó hở như thế này đâu cả nhà. Con này nó hở nhưng mà lúc mình mặc ở phía sau á thì mình tự điều chỉnh được nè, đừng tự điều chỉnh được nha mấy chị yêu nha. Cái lưng này nó sẽ bo nè, cái lưng đây dưới nó cũng chân vái nó cũng bo cho mình luôn, nên mình mang nó rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Tùng Vi này sao quên rồi, Tùng Vi này lúc chiều mới đi xã nè. Tôi liền cho em mở váy xanh. Rồi cái dùng cho em mã đầm hồng Barbidol dùng cho em. Đầm hồng Barbidol xả luôn 89 ngàn. Lên liền cho em mã đầm hồng Barbidol dùm em. Đầm hồng Barbidol. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng Barbidol dùm cho em. Trời ơi mấy bà ơi, tại sao mà cái mũi ở đâu nó dưới chân em mà nó cắt. Em sợ lắm rồi cả nhà, em sợ sốt xuất huyết lắm luôn rồi đó. Kinh lắm rồi cả nhà. Trời ơi mấy chị ơi. Xanh 99 ngàn cho nghe đặng. Hồng Barbidol 89 ngàn. Sợ quá trời quá đất luôn. Rồi lên liền cho em mã set BBR dùng cho em nè. Set BBR size S em xe nốt luôn 89 ngàn. Hồng 89 cho Mỹ em. Rồi lên liền cho em mã set BBR 89 ngàn size S. Rồi chốt liền cho em mã set BBR 89 ngàn size S. Đẹp vô cả nhà. Set BBR này xịn nha, xịn lắm luôn á. Cái này là hàng của giống như hàng của đàn anh Châu. Chị Nguyễn Thị Diệu ơi, cái mới chọn thêm thì cập giúp em 200 vào tài khoản đi rồi em chốt tiếp cho mình chị ha. Kèm cho mình một con chân quá. Không thì em chỉ chốt được chừng đó thôi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã set BBR 89 ngàn. Cái BBR cho một điểm phương. Ok yếm này nè mấy bà ơi, đây nè, còn sót một con yếm này. Rồi lên liền cho em mã yếm dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã yếm 129 ngàn, tự nhiên nó sót một con yếm nè. Yếm này chị nào bầu bí vung cho em vô tư dùm em gài nút cho mấy chị. Gài nút nha. Rồi lấy yếm đi, yếm dùng cho em. Xanh nó hết rồi cho mấy nó nhiều ơi. Rồi lên liền cho em mã yếm dùng cho em. Yếm này mấy chị có thể mặc được size S, size M, size L được luôn nha. Nút là gài từ trên đúng dưới cho mấy chị luôn. Vì mấy chị gài nút dùm cho em. Yếm dùng cho em nè. 129 ngàn, so ra mấy chị nhận được một con yếm hàng Quảng Châu nó đỉnh luôn á. Rẻ mà còn đẹp nữa mấy chị nè. 129 dùng cho em nè. Tác của nó là tác giấy nè, mà tác vải nè. Tác vải nha. Chờ lấy chốt liền cho em mà yếm 129 ngàn. Dài nha cả nhà nha, dài qua gối dùng cho em 129. Lên liền cho em mà yếm 129 nha cả nhà. Cái liền cho em mà yếm 129 ngàn.
Rồi lên liền cho em mã xích cam size S dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã xích cam 119.000 size S có set. Set thôi nha mới chịu nha, những cái này là còn một set thôi nè. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã xích cam dùng cho em 119.000. 119 size S nha mấy tình yêu nha. Chào lấy chốt liền cho em mã xích cam size S 119 52kg đổ lạnh em ok dùng cho em eo 68. Phải đẹp chưa cả nhà? Nha, hàng này là hàng của nhà TS Design dùm em. TS Design nha, chào lấy chốt nha. Quá trời quá đất này. Cái gì mà lễ hôn gì? Xem like chấm bài tương tác không đi cả nhà. Chào lấy thì chốt liền cho em mã đầm hồng size M 89.000. Chị nào nhận được cái đầm hồng này hú em cái đi, đẹp không mấy bạn? Thì luôn ấy, em cầm lên mà em nghĩ em bán 89.000 cái đầm hồng này luôn á. Còn một con duy nhất nè. Cái đầm hồng này mặc lên cái eo của nó đẹp lắm, nó phía sau của nó lưng này. Sau lưng là mình sẽ cột nơ nha. Chào lấy chốt liền cho em mã dùng cho em váy hồng size M. Lên liền cho em mã hồng size M 89.000. Mã mặc hết rồi chị à. Tính linh tử nha. Phải đẹp lắm cả nhà ơi. Phải xịn lắm luôn ấy. Cái váy này bán nhiều. Không giống như Nguyên Dương. Rồi lên liền cho em mã maxi hoa xe luôn 89.000. Lên liền cho em mã maxi hoa 89.000 này. Một thời hút hết cái bà nha. Một thời đi nhập siêu đắt luôn. Gần 200.000 để nhập một con hàng loại 1 đó nghe. Lên liền cho em mã hoa hàng NGN này. Tầm hoa hàng NGN size S nhưng mà con này SM mang ok. Hoa dùng cho em tầm dài luôn. Maxi hoa 89.000. Lên liền cho em mã maxi hoa 89.000 dùng cho em. Rồi con này của hàng Nina Lê này cả nhà. Rồi ghi dùng cho em cái mã về mã váy đen dùm cho em. Lên liền cho em mã váy đen size S thôi cả nhà, xe luôn 89.000. Chúc em mã váy đen size S 89.000 dùm cho em. Váy đen này hàng của Nila Lê. Mấy chị kéo xuống đi, em có nhận order cái con này nè. Nha, em có nhận con order con này đó cả nhà. Ôi, nhiều khách chốt lắm luôn á. Cái này như cắt ở trong hàng bôm ra. Cắt ở trong hàng bôm á, 89.000 size S váy đen. Điên nha, chờ lấy chút em mở váy đen 89.000 size S. Điên 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 89.000 size S gì. Tôi liền cho em mở váy đen dùng cho em. Các bạn mặc hết trơn cả nhà ơi, vài hôm nay mới về lại nha. Vài hôm nay mới về lại cho mình. Rồi lên liền cho em mở đầm maxi màu trắng này. Nãy chị nào không chốt được xanh thì chuyển qua trắng dùng cho em này. Chị nào kia là chị anh ơi, màu trắng màu xanh của em mà đây nè, chuyển qua trắng đi cả nhà. 89.000 cầm maxi trắng 89.000. Rồi lên liền cho em ở đầm maxi trắng 89.000 dùng cho em. Đầm maxi nha, đầm maxi trắng 89.000. Trắng của chị anh Phương. Lên liền cho em ở maxi trắng 89.000. Anh ơi, cái chị cho mình có cái màu hồng gì vậy? Y như vậy là màu hồng, coi còn trắng không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số tài khoản có trên ảnh bìa chị Diệu. Số tài khoản có trên ảnh bìa chị kéo lên đi, ở trên đó có ba số tài khoản hay có để lên đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Trắng hết rồi chị. Cái gì Diệu ơi? Em chốt cho chị Hoa đó, chị chốt đi. Xong rồi mình chuyển qua màu hồng, có cả màu hồng. Đi xuống đó, đi cho nó. Đó, cái cục đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên dùng cho em cái mã này là mã váy body dùng em xem mấy chị con này 89.000. Lên liền cho em mã đầm body 89.000. Đầm body dùng cho em nha, 89.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã body 89.000. Body cho em 89.000. Cái tài khoản ở trên ảnh địa cả nha. Rồi bà chuyển qua hồng dùng cho Hải này. Hồng 89.000. Hồng là mấy chị để dành, sang năm mình may nó cũng hot nha, hot trend luôn á. Em về là đây là hàng loại 1 nha, để em về em bán này cho mấy chị nào mà thích Tết mình mang đi du lịch này kia đó, hoặc là qua hè Hải Lai á cả nhà. Em Hải Lai cho mấy chị 89.000 hồng. Hồng 89.000 nha, hàng loại 1 đó cả nhà. Bây giờ mấy chị mua hàng sale á là nó được hàng loại 1 nha.
nó chuẩn hàng mẫu ngoan luôn. Còn hàng lên mấy chị để ý ngay cái chỗ này nè, nó sẽ làm cho mình rất là nhỏ luôn nha mấy chị yêu nha, nhỏ. Và cái form đầm nó sẽ không bao giờ dài như thế này đâu nhé bà nha. Lên liềm cho em mã đầm hồng. Đầm hồng dùng cho em 89 ngàn. Lên liềm cho em mã hồng 89 ngàn, chút là dùng cho em ha. Hồng 89 đi cả nhà. Lên liềm cho em mã hồng 89 ngàn. Lên liềm cho em mã hồng đi cả nhà, 89 ngàn. Hồng Nga Đặng. Cùng hồng hồng mới. Hồng Mai Thảo. Hồng ơi. Nó liền cho em mã đầm hồng. Mua thì ra không đi rồi. Rồi lên hồng liền cho Nguyễn Thị Diệu, chị Nguyễn Thị Diệu chứng khoán liền cho em. Dạ Trần Thuyền khách mới mà đem số điện thoại cho em ạ. Wow. Mấy bà ơi, mấy bà ơi. Sức giả 159.000 luôn đi. Size M. Sức giả 159 size M. Rồi em chắc em khóc cái set này. Không Bùi Thị Thanh Phương. Tại vì cái set này em hết rồi nha. Thật sự là hết rồi, không còn cái set nào trong kho hết trơn ấy. Đó liền cho em. Hồng cho Nguyễn Thu Sương. Sức giả size M dùm cho em 159.000. Trời ơi, một set cuối cùng trong kho luôn của khách của em máy nè. Ngày mai nhắn em máy nha mấy bà. Bà ơi. Không cho Trần Thuyền. Rồi lên liền cho em mã set đen size S dùng cho em nè. 189.000. Rồi lên liền cho em mã set đen size S 189 nè. Xin chào 159 nhân A Đặng. Này đen này còn. Còn lên liền cho em mà xếp đen size S 189 nghìn. Đen S 189 nghìn cho em. Lên liền cho em mà xếp đen size S 189. Đẹp quá. Xếp đen nha, chắc còn xếp cuối cùng với mấy bà ơi. Chị nào mà mua chưa được thì được sao về nha. Dài cho mình. Chúng có dài nha. Xong rồi kèm cho mình một con kéo dày tay hàng ta bao. Tay gà nút dùm cho em. Lên liềm cho em mã set đen dùm cho em. Size S 189 nha. Lên liềm cho em mã set đen size S. Set đen size S một chút 2 set cho em. Cái gì cái vối gì? 200. Em để hồng cho mình rồi chứ mấy cái gì chứ lấy hoa nào ạ? Hoa này nè. Để cho lên bỏ hoa nữa. Rồi lên liền cho em mã set dạ kem dùng cho em 149 nghe. Lên liền cho em mã set dạ kem 149. Cái này ghi mê mã set dạ kem 149 dùng cho em. Set dạ kem 149 nghe. Đang cho Minh Châu. Quá trời quá đất mấy bạn nghe. Buồn ghê luôn mấy bạn nghe. Đang cho Thanh Hà. Mẹ đi làm chưa về. Mẹ đi làm chưa về. Rồi lên liền cho em mã sách dạ kem. Hoa nào bà chị Nguyễn Thị Diệu ơi, hồng em chốt cho mình rồi chị ạ. Ok, hãy nhận được rồi chị. Hãy nhận được rồi nha chị Diệu nha. Hãy nhận được 200 rồi. Rồi lên liền cho em ngày mai hãy đi đơn hãy trừ cọc cho mấy bà nhà, hãy không có giữ cọc của khách đâu nha. Nếu mà đi đơn này hãy trừ cọc cho mấy chị luôn. Đơn sau nhận nhặt nhiều thì cọc lại thôi, không có giữ cọc của khách. Rồi lên liền cho em mã sách trắng size M 149.000. Tôi nói thiệt mấy bà luôn. Nha mấy bà, tranh cái thế siêu phẩm này của khách rồi tại sao mấy bà lại không nghe máy nghe. Ôi ơi là trời, 149.000 này. Rồi con chân vái này kèm cho mấy chị một con áo, mà em nói con áo nó đẹp bá trái bù chét luôn. Lấy liền cho em mã sách trắng siêu phẩm 149.000 size M. Lấy liền cho em mã sách trắng. Ok vậy mấy cái gì ha, cái này nó bao nhiêu? Mà này nãy là 89.000 sách trắng. Sét trắng này cả nhà. Lên liềm cho em mã sét trắng 149.000 size M. Rồi lên liềm cho em mã sét nâu 189.000 size M luôn. Cái này về mấy bà gái lúc mình ta cái này.
Sáng sáng một con chín hoàng ngon. Trời lên liền che mã dùng che. Thì cái này hàng này mà đi mà dặm là rồi. Coi như là rồi cái áo luôn. Lựa cái gì vậy? Lựa chi? Đi cái gì? Rồi lên liền che mã dùng kem size M dùng kem. Lên liền che mã set nâu size M 189 nè. Set nâu size M 189 lót bên trong cho mình. Set nâu size M. Không. Tao có chịu khoản mới chốt đâu mấy bà ơi, không phải như vậy nha. Không phải như vậy đâu cả nhà ơi, là ý là chị nào mà nhà em chỉ chốt cho mình được 3-4 sản phẩm thôi. Nếu mình chốt khen thì cọc nha cả nhà nha. Còn không thì để đợi ngày mai nhẹ alo chốt đơn, chứ nhẹ không có bảo cọc rồi mới chốt đâu cả nhà. Không nha. Đâu có thể nào mà ép người ta vô cái thế đó được đâu cả nhà ơi. Nghe. Là cọc, là chốt, là ví dụ như chốt 3-4 cái rồi mới cọc nha bà nha. Còn không không chốt được thì không cọc thôi cả nhà. Còn chị nào khách quen thì thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em với nâu Quỳnh Phú này xem mấy chị 99 nha. Lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em. Ok, Trang Đông thêm 150 nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em Quỳnh Phú dùng cho em. Cho dùng cho em mã váy nâu em xem với chị luôn 99 nha. Lên liền cho em mã váy nâu. 189 cho Mimi đặng. Váy nâu này mấy chị mặc được S mặc M luôn. S M được luôn nha. Xem với chị 99 ngàn. Con váy này mặc lên xinh lắm luôn á. Thiệt luôn. Bữa trước Hoàng cũng có mặc like một lần cho khách rồi nha. Đẹp nha mấy bà nha. Siêu đẹp luôn. 99 ngàn Quỳnh Phú dùng cho em. Gặp chị Hải là mua. Rồi lên liền cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em 149 nha. Lên liền cho em mã váy siêu phẩm. Tôi bị khách tôi dí cái mẫu này luôn á bà. Ngày nào cũng có khách nhắn tin Hải ơi có về nữa hay không. Em có gặp mấy chị luôn. Khi nào em về được á là nha mấy chịu nha. Là hàng sale cả nhà ơi. Chứ còn cái này mà về cho mình hàng chính phẩm người ta đang tỷ 300 mấy ngàn, người ta sale ít á thì em lấy ít nha mấy bà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em con này 52-53 cái đổ lại mình ok cho Hải luôn. Kèm đai cho mình luôn nè. Váy nâu có cổ nha mấy chịu nha. Phôm dài luôn. Con này quốc hình đẹp lắm cả nhà ơi. Nha. Giang vô vô mang đẹp lắm luôn ấy. Đây nó sẽ có khóa kéo cho mình này. Có khóa kéo và nút nha mấy chịu nha. 149 ngàn. Con váy nâu này xịn sò lắm. Váy nâu này rất rất là đẹp nha. Chờ lấy váy nâu dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mở váy nâu có cổ nha mấy chịu nha. Con nó đẹp. Còn... em chốt cho mình rồi chị Trang Đông á, nghĩa ngày mai còn em bởi mình chị hả? Cả set này nữa 119 ngàn size S. Cả set này nữa nha mấy bà nha. Đây. Set này mà bà nào xem like của Hải chắc cũng biết rồi đúng không? 119 ngàn size S. Lên liền cho em mã váy 119 size S. À set. Lên liền cho em mã set 119 ngàn size S. 149 cho Mi Đặng, Mi Đặng. Mi Đặng. Rồi lên liền cho em mã set 119 ngàn size S dùng cho em. Cả set này nữa em có treo lên đây này cả nhà em like hết rồi, không còn cái màu nào hết. Hết mẫu hết size luôn rồi. 119 ngàn chân váy rất là đẹp luôn. Rồi em xả mấy chị cái set này luôn ha. 119 ngàn set sọc hàng nhà em nhà Tăng Miêu nè. Tăng Miêu ha, cả nhà nhìn cái quần đi cả nhà. Cái quần này đẹp lắm. Đây nha mấy chịu nha, quần cho mình. Quần nha cả nhà nha, quần y như cái chân váy vậy đó. Cái set này mặc lên xinh. Sáng 119 như vô luôn. Rồi lên liền cho em mã set sọc dùng cho em nè. Set sọc này chị nào mà thôi mấy chị nào 60kg mấy chị may không được quần nó không sao bị chặt đâu. Cái quần của nó y như cái chân váy vậy đó. Em xem mấy chị set sọc này 119 ngàn. Em like 149 nha mấy chị. Nha em like 149 ngàn. Rồi chờ lấy chốt liền cho em mã set sọc 119. Lên liền cho em mã số sọc 119 ngàn hàng Miu Miu dùng cho em. Hàng Miu Miu nha. Chị nào lấy chốt liền cho em. Rồi siêu phẩm dùng cho em 149 ngàn. Số sọc 119 cho trong vang. Rồi lên liền cho em mã số trắng siêu phẩm 149. Cái này set này là chị nào khách quen của em mà mấy chị cũng bờ một set luôn á. Đây cả nhà. Mấy chị nhìn cái hàng này. Nha, những cái hàng này bữa trước em về em like 149 ngàn mà nó thật với chị luôn á. Lần đầu tiên trong đời em nhập được cái hàng này em like 149 ngàn. Nhớ bà nha. Con này mấy chị nào mặc S, mặc M, mặc L này được hết nha. Hàng này thường em về, nếu mà em về theo mà ví dụ như em đi nhập riêng của người ta nhưng mà giá đã sale rồi đó cả nhà. Nó cũng phải rơi tầm khoảng 170-180. Và cái này em like mấy chị 149 ngàn là do em về trong cái lô hàng đó nha mấy chị yêu nha. Nó được rẻ.
Đây này, hàng tác của Bendy nè. Mấy chị nhìn cái vải nè. Vải nha, cái vải nó nổi lên luôn nè. Đẹp không cả nhà? 149.000. À, đúng số mà bấm nhầm. Đúng số mà bấm nhầm mấy chị. Chị chấm 149 cho chị Hồ Hồi An. Rồi, lên liền cho em áo 39.000, có 2 con này, khách chốt 2 con này. Tớ liền cho em áo 39.000, khách chốt 2 con này, còn không nghe máy nữa. Bảo nhầm số, không nghe máy. Rồi, lên liền cho em áo dùm cho em. Lên liền cho em áo 39.000, trời mấy bà ơi, mấy bà mua cái áo 39.000 mà. Áo 39.000, mấy bà ơi, chứ đâu phải em bán mà 100, 120 hay là em bán 200.000 thì em nói làm gì mấy bà. 39.000 mà trong đây khách em nha, em bán đa số khách quen mà. Thầy luôn á, nhà em toàn khách quen không luôn á cả nhà. 39.000. Rồi lên liền cho em áo len gạo dùm cho em nè. Len là len gạo nha mấy chị nha, 139.000. Lên liền cho em áo len gạo, áo lộn 129. Áo len liền kim, liền kim. Rồi xem mấy chị 129.000 luôn đi. Lên liền cho em áo len gạo dùm cho em. Len gạo nha cả nhà nha. Áo 39 nhật lên. Rồi lên liền cho em mã len gạo. Em xem mấy chị luôn 129.000. Con này len gạo nha mấy chị yêu nha. Len gạo nó giống như len nhung á cả nhà. Nha nó là len nhung á, nhưng mà cái len của nó nè, cái chị thấy gì không? Đẹp chưa? 129.000 thôi. Lên liền cho em mã len 129. Len gạo cả nhà. Len nhung này mấy chị mặc nó, nó lâu bị sạc lắm nha. Kiểu như nó đang dài vậy, nó không bao giờ bị sạc cái áo. Lên nốt cho mấy chị mấy cái bàn nữa thôi em tắt nha. À, không dồn đơn thì xã Đặng Thị Bích Thảo. Ui là trời, em like mấy ngày trời mấy chị ơi. Đơn giờ 129 Đinh Kiều Nhi. Đơn này ngày mai nhà em đi đơn nha mấy chị nha. Ngày mai em đi đơn ha. Đây là chị nào khách mới thì nhớ canh điện thoại. Ngày mai nhà em sẽ gọi alo chút đơn nha. Để lấy địa chỉ nha. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh. Em xem mấy chị 149 ngàn. Rất là đẹp nha. Đây, xếp xanh này em coi xe gì đây. Xếp xanh này em có xe S thôi. Khách chốt xe S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã xếp xanh xe S. Cứ dùng cho em mã xếp xanh xe S dùng cho em. Cứ dùng cho em mã xếp xanh xe S 149 ngàn. Xếp xanh nha mấy chị yêu nha. Áo này mấy chị đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh xe S 149 ngàn. 149 dùng cho em. 149 ngàn dùng cho em. Bây giờ bận rồi để khi khác chốt. Mắc cười quá mấy bạn. Bây giờ khách chốt hàng mà bây giờ bận rồi mấy chị, để khi nào chốt mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy nâu 149, hàng đẹp luôn, hàng nhà bôn. Con này mấy chị mặc. Xin xin 149 cho chị Susu Baby, số thời trang cho em á. Rồi lên liền cho em mã váy nâu, em xem mấy chị 149 hàng váy nâu này đẹp lắm, hàng nhà bôn này mấy chị. Hàng nhà bôn nha, size S nhưng mà 55kg mang vừa. 55kg đổ lại nha, đây là mấy chị có chuông cho mình. Thiệt, báo đạo lắm mấy bà. Mấy bà nào mà thử đi bán hàng đi nha. Bán phải là mấy năm chờ mới. Kiểu như là, kiểu như đọc là cũng như, kiểu như là quá là bình thường nha mấy bà nha. Còn mà mới ngày đầu đi mấy bà. Thiệt luôn mấy bà mà mới bán được à, một tuần, hai tuần hay là một năm đi. Mấy bà mà thấy mấy cảm giác mấy bà ngồi mấy bà sẽ khóc luôn ấy nha. Nếu mà chị nào biết hả, một năm trước hay là à, mấy năm trước mà cách đây là 4-5 năm trước ấy, nhưng mới chịu nha. Hãy mà gặp mấy cái tình trạng như thế này ha, là hãy ngồi hãy like, hãy vừa like vừa khóc quá cả nhà. Nhưng mà bây giờ nó chai rồi cả nhà ơi. Bây giờ quá bình thường rồi nha. Bây giờ là quá bình thường rồi cả nhà. Ngày xưa là ngồi khóc hu hu nha chị nha. Nâu muốn nhấn như su su bê bê. Rồi lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em. Xả mấy chị 119 ngàn. Cái hàng này mấy chị biết sao không? Em xem 119 là đen này mấy chị. Do là nó lúc vận chuyển nó bao nó bị rách á, còn một cái áo nó bị dính dơ dơ một chút xíu cái cổ màu trắng á, thì mấy chị giặt ra giùm em ha. Em xem mấy chị 119.000, cái set này em like là gần 200 đó, gần 200 nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã set 119.000, có set nè 119 dùm cho em. Lên liền cho em mã set 119.000, set đen 119 set, set đen 119 cho Trang Đông. Rồi con này em xả luôn cả nhà, 99.000 này, 99.000 size M này. Chị nào lúc nãy hụt con này lên liền em mã 99.000 size M. Lên liền cho em mã 99.000 size M dùm cho em. 99.000 size M nha, hàng NT Closet dùm cho em. NT Closet nha, chị nào đi lấy hàng. Đây mấy chị nè.
Thiên Di ơi, cái đó chị like lúc chiều rồi, nhưng mà giờ không biết còn hay không ấy. Để xíu chị coi nha, ngày mai ha. Hoặc là bữa nào mấy đứa bỏ vô coi lẻ đâu cả nhà ơi. Lúc chiều like có mình bà Phương chú. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu. Váy nâu nha, em xem mấy chị 99 nha. Size của ai đang cầm là size M, hàng NT Closet dùng cho em. Ở đây mấy chị nhìn cái vai của nó nè. Cái vai của nó sẽ có cái tăng đơ cho mình ha. Lúc mấy chị mặc lên mình gài cái này vô thì nó sẽ không có bị rớt cái nơ này xuống. Hoặc mấy chị có thể mặc rớt như thế này cũng đẹp luôn nha. 99 nha. Yến thì nghe chốt đơn tắt máy gọi lại không nghe máy. Chốt thì mà cái bao ướt nợ đi mấy bạn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã xét dùng cho em 149 nè. Một con áo khoác cho mình, áo khoác xịn luôn. 99 thì Cam Phương Nguyễn xin mời. Cho mình cái quần luôn nè, xịn sò luôn nha. Nguyên một xét rất là xịn luôn. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã xét sọc dùng cho em nè. Lên liền cho em mã xét sọc nha. Em sale cho mấy chị luôn 149 ngàn. Lấy liền cái xét này đi, cả nhà nhà em hết rồi đó. Đây mấy chị nè, sọc dùng cho em ha. Mấy bà, một con áo khoác nãy bà đi mua người khác nha, 250 ngàn rồi nè. Xong hãy kèm cho mình một con quần nha. Cái xét này mặc siêu chất luôn, siêu đẹp luôn. Một khoác, một quần cho mình 149 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi hết cục này nữa em xuống nha. Lên liền cho em mã xét sọc 149 ngàn. Rồi cái này xếp gấu dùng cho em nè. Xếp gấu này có một xếp thôi, xem mấy chị nốt 149 ngàn đi, có xếp thôi. Xếp gấu dùng cho em 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xếp gấu 149. Lên liền cho em mã xếp gấu nha cả nhà nha. 149 ngàn, đẹp chưa? Đẹp chưa cả nhà ơi? Nghe, xịn sò chưa nè. Rồi lên liền cho em mã xếp gấu dùng cho em 149 ngàn. Xếp gấu nha mấy chị yêu nha. Bộ này là hàng Quảng Châu á. Có một bộ rồi em like 169 ngàn rồi nè. 169 đó em tặng mấy chị nốt luôn. 149 ngàn. À 149 ngàn có một set thôi. Chị nào ưng lấy chút dùm cho. 149 đây nè, 169 ngàn. 169 này cả nhà. Sẽ có cái Phương Nguyễn Thị 6 nè, 169 ngàn. Thì cái set mấy đen này với chút tình dục ở đây. Cho bạn nào đây nè. Mấy chị quá trời người chốt không được luôn mấy bạn ơi. Mã siêu phẩm nè, 149 ngàn. Lên liền cho em mã siêu phẩm 149. Trời ơi, bữa nay bà Teresa mạng của bà bị chậm hay sao ấy. Rồi lên liền cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em 149 ngàn. Con này mấy chị 52-53 kg. Eo 70 ok chị. Eo 70 nha, 149 ngàn siêu phẩm. Lên liền cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em. Lên liền cái mã váy siêu phẩm. Ai nữa này. Nâu luôn cả nhà. Rồi thôi em tắt like nha. Ngày mai nhà em đi đơn nha. Khách mới nhớ điện thoại. Nhớ dùng em này. Chị nào mà nhiều quá thì nhà em sẽ inbox cho mấy chị báo bill ha. Còn chị nào mà ít thì nhà em sẽ gọi alo chốt đơn ha. Rồi mấy chị nhớ cái điện thoại dùng cho em nha. Rồi lên liền cái mã váy nâu 149 ngàn siêu phẩm luôn. Nâu 149. Đen siêu phẩm 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã nâu dùng cho em 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy nâu. Váy nâu dùng cho em 149 ngàn. Hàng nặng lắm luôn. Nhiều bà mua hàng bà sành lắm nghe. Sành hàng lắm luôn á. Nâu Phương Thảo Nguyễn. Rồi con này nè mấy chị. Con này là em có đen xây mờ thì đen size M, nâu size S nè. 149 ngàn. Lên liền cho em mã số 30. Mã cuối cùng nha. Lên liền cho em, con này em có offer nè. Mấy bà kéo xuống nha, đa số hàng nhẹ đủ hình hết cho mấy chị luôn. Cái này là em có màu nâu là size S, màu đen là size M. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã. Em đọc mã mấy lên? 30, mã 30 lên size. Xích sọc cho chị vô lô rồi. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size dùm em. Màu nâu là size S, màu đen là size M. 149. Sọc đi vô luôn. 30 dùng cho em, kèm màu dùng cho em. Màu đen là size M nha. Màu đen là size M, màu nâu là size S. 30 149 ngàn. Rồi xuống like nha mấy chị ơi. Nâu S nha, đen M.
30 nâu cho chị Sô Sô Bao Vy. Nâu S đen màu. Nâu S đen màu nha chị, lấy cho chút nha. Ba mươi đen cho Tiết Xuân. Măng tô trắng là măng tô này đúng không chị? 30 nâu đen cho Mi Mi Đặng. Này em còn size L 250 nghìn. Size L nha 250. Ôi cả nhà ơi, em like 3 tiếng 10 phút rồi đó cả nhà. Là chiều vậy em chưa ăn gì, em đói bụng quá luôn á, đói thật sự luôn á cả nhà ơi, đói mà muốn ngất rồi đó. Rồi 250 ngàn, em có size L, nó tương đương size M, nó tương đương với size M nha, và nó có cho mình con này đẹp lắm. Đây mấy bà có thể gỡ này ra nha, nhà em làm cho nó đúng form luôn cho mấy chị dễ thấy á cái sao nè. Rồi lên liền cho em mã manto size size L dùm cho em, nó tương đương là M nha, M bình thường á. 250 nghìn. 250. 30 nâu cho Kim Kiều. M 55 kg đổi lại chị, 55 kg. Giờ lấy 30 chút 30. Rồi tắt like nha mấy chị yêu nha. Hẹn gặp mấy chị ngày mai. Ngày mai nhà em đi đơn nha. 30 đen cho Hà Thêu. Còn mẫu dạ nào size M không chị ơi? Ôi chị mới vừa like đó, chị mới vừa like mẫu áo dạ. Em xem lại like đi, xong em chụp hình cho chị. Em xem lại like đi, cái em chụp hình cho chị nghe. Manto size L. À, chị có like nãy, chị có like mấy mẫu dạ xem đi, cái xong rồi. Ờ, à, ủa, Phạm Oanh này bữa trước có gửi hai con áo dạ vào reo không ta? Chị chưa có gửi áo dạ reo cho em, mấy em xem like đi, xong rồi em chốt đi. Cái là like đi, nãy chị có like á. Măng tô này, măng tô màu này. Tôi sẽ lờ cho môn Linh Kha. À 923. Rồi hãy tắt like nha, bye bye mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị nha, hãy tắt like nha. Ngày mai Nhã đi đơn cho mình nghe. Tại vì Nhã gom 2 ngày rồi cả nhà, phải đi đơn nha. Bye bye mấy chị.